Ô, hôm nay đặt quân là vào sớm nhất nha. Chào anh em nhé. Chào Hồng Phạm. Chào tất cả bạn bè vào trong diễn đàn nhé. Các bạn đã cơm nước gì chưa? Chào chị Hoa Ly. Các bạn nghe có rõ không ạ? Chào Định Nam nhé. Hello, chào tất cả mọi người. Mọi người có nghe rõ không? Chào chú Trần Siêu. Thì nói chung như này, thì nói chung là trước đến giờ thì Lưu Ly cũng hay nói chuyện về lịch sử, và khi mà Lưu Ly nói chuyện về lịch sử thì cũng có những cái vấn đề nó đôi khi đấy nó nhạy cảm. Thế nên cho nên là ví dụ như trong cái vấn đề mà Lưu Ly trình bày đó thì có cái vấn đề gì sai sót, rất là mong anh chị em chia gọi là lên đóng góp ý kiến, lẫn là thậm chí là có thể là đóng góp thêm ý kiến để cho mình biết được cái chỗ sai của mình như nào. Bởi vì là Lưu Ly thì không phải là một nhà sử học, Lưu Ly chưa phải là những nhà nghiên cứu về sử học, nhưng mà Lưu Ly thích nói chuyện đó. Thì khi mà mình nói chuyện ấy thì mình đưa những cái quan điểm cá nhân của mình vào đó, thì có điều gì mà mọi người không hiểu hoặc là có không đồng ý, không đồng tình thì mọi người cứ nói. Chào anh chị em nhé. Thì mọi người cứ nói. Chứ thực ra thì Lưu Ly chỉ muốn chúng ta tất cả cùng nhau ôn lại lịch sử, chúng ta cùng nhau nhìn lại lịch sử để làm gì? Để chúng ta thấy được cái lịch sử đất nước chúng ta đã trải qua như thế nào, để có những cái ánh nhìn đúng và sai về quá khứ, để tránh cho những cái rút ra được những cái bài học trong tương lai. Anh chị em rất rất mong sự đóng góp của anh chị em. Các bạn chia sẻ các cái này ra nhá, chia sẻ livestream của mình ra để cho nó có đông người xem, để cho bọn ba que nó vào nó biết cái tội ác của cha ông chúng nó, cái tội ác của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, và cho chúng nó biết được ai mới là người giết Ngô Đình Diệm. Có thể là chúng nó đấy, thì lúc nào chúng nó cũng nghĩ rằng là cái chuyện giết Ngô Đình Diệm chúng nó giấu nhẹm đi, mà đấy, đấy. Nó dẫn đến một cái hệ quả. Thế là gì? Nên chúng nó không biết được là lịch sử của mình là sao. Chúng nó chỉ nói là chúng ta bị nhồi sọ. Thì hôm nay mình sẽ trình bày về cái vấn đề đó là gì? Đó là ai là người giết Ngô Đình Diệm, và cái tội ác của đại nhất đại nhị Cộng Hòa nó ra sao. Nên anh chị em cứ chia sẻ rộng thôi nhá. Chia sẻ lên các cái trang trang của mình đó, rồi là mời mọi người vào xem đi. Chào chị Lê Thị Hằng Phương. Chị ăn cơm chưa? Vâng, chào anh. Cho nên nhiều người nói đấy là Lưu Ly thì chả có cái trình độ gì cả, mà cứ suốt ngày lên nói chuyện lịch sử rồi chính trị. Nghe nó gọi là, thì bây giờ chúng ta gọi là mở diễn đàn ra đúng không? Để cùng nhau chém gió. Đôi khi nó giống như là ở trong gia đình ta thôi, ngồi nói chuyện lịch sử với nhau thôi, nó không hề ảnh hưởng hay tác động gì đến ai cả, mà chúng ta chẳng phải sợ điều đó. Trước đây khi mà Lưu Ly mà nói trước cái đám đông hay nói trước gì, Lưu Ly rất là ngại. Ngại là bởi vì là đôi khi mình nói bị mọi người cười chê, rồi mọi người thậm chí chửi. Nhưng mà đến bây giờ đấy, thực sự Lưu Ly nghĩ chúng ta không nên ngại như vậy. Chúng ta cần phải bàn luận, cần phải phân tích, cần mổ xẻ với nhiều góc nhìn khác nhau, để cho thế hệ con cháu chúng ta, thế hệ trẻ, các em chúng ta nghe được, hiểu được về cái lịch sử đất nước của mình nó đã như thế đó. Khi mà hiểu được lịch sử thì nó rất dễ kéo đến một cái gì? Nó là lòng yêu nước. Hiểu về lịch sử ta thì chắc chắn là sẽ yêu nước ta. Không có ai chối cãi điều đó cả. Chỉ sợ những người mà không hiểu lịch sử thôi. Thường không hiểu lịch sử thì nó sẽ rất dễ đến cái vấn đề đấy là gì? Là bị xuyên tạc, bị ngộ nhận, thậm chí là bất mãn. Vâng, chào chị Mai Dương. Vừa tắm giặt xong nên là đầu óc nó chảy chuốt một chút. Mọi ngày vẫn đẹp trai mà. Mọi người chia sẻ rộng ra nhá, chia sẻ rộng ra để mình cùng vào vấn đề đi. Mọi người chia sẻ rộng ra đi, rồi khi mà
mà đến cái tầm khoảng 20 người đi thì chúng ta bắt đầu chia sẻ. Mọi người ở nhà ăn cơm chưa? Sau khi mà nghỉ Tết Trung Thu, ở Việt Nam thì chắc không nghỉ Tết Trung Thu. Cho nên là, vâng, chào anh Nguyễn Nguyễn. Chả biết anh Nguyễn Nguyễn hay chị Nguyễn Nguyễn nữa. Mọi người comment lên vào trong này lại cứ mở ra để ngồi xem không? Comment lên để cùng nhau trò chuyện chút đi, tâm tình đi, rồi chúng ta vào vấn đề. Thực sự khi nào mà vào trong livestream của New Ni đấy là chúng ta chỉ toàn chuyện nói chuyện chính trị thôi đấy, mới lại lịch sử không đấy. Thì nếu mà nhàm chán quá thì bà con cứ có ý kiến nhá. Không, để cho New Ni biết. New Ni rất muốn phục vụ của cái niềm vui cho bà con, chứ còn với anh chị em, chứ còn nếu mà bình thường ra đấy là... Chào Dương Thiệu em. Ăn cơm nước thì chưa em? Mà việc mấy cái máy anh bảo mua đấy em đã tìm hiểu kỹ chưa? Đến nơi đến chốn như Dương Thiệu tìm hiểu cho kỹ vào nhé, để anh còn bảo báo với người ta. Mọi người chia sẻ lên đấy. Ôi trời, vèo cái lên 20 người luôn. Nhưng mà sao không thấy comment nhỉ? Hay máy mình bị lắc mạng. À vâng, chào chị Nguyễn, anh Nguyễn Minh nhá. Thôi được rồi, thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào câu chuyện thôi. Xin lỗi là đang live stream nhưng mọi người đừng có gọi nha. Thì bây giờ mình bắt đầu vào câu chuyện này. Thì hôm nay Lưu Ly sẽ nói về cái vấn đề đó là ai là người giết Ngô Đình Diệm và cái tội ác của Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất lẫn đệ nhị. Lý do tại sao đất nước chúng ta có cái cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ đó. Thì các bạn biết là sau năm 1954 khi mà cái hiệp định Geneva đó được 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 ký kết thì đất nước chúng ta chia đôi, lấy vĩ tuyến 17 để làm cái khu tập kết quân sự tạm thời. Thì ở ngoài miền Bắc chúng ta có được cái nhà nước Việt Nam chúng ta hiện nay với thời đó với cái tên đó là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì ở trong miền Nam lúc bấy giờ thực dân Pháp nó cũng dựng nên một cái bộ máy nhà nước, đó là Việt Nam Quốc gia. Thì khi đã dựng nên bộ máy nhà nước đó thì nó cần phải một người Việt để lãnh đạo. Thì khi đó nó nhấc một cái tên gọi là nhấc một cái tên gọi là có học thức, gọi trí thức gì đó ở bên Mỹ về để làm thủ tướng cho quốc trưởng Bảo Đại. Thì người đó là Ngô Đình Diệm. Thực ra thì khi Ngô Đình Diệm mà được đặt cái vị trí này đấy thì thằng Mỹ đấy nó sẽ không tin nổi. Nó không tin nổi được là Phạm Văn V. Địt con mẹ mày, tao sút con mẹ mày ra khỏi diễn đàn. Mày vào đây mày chửi bới à? Cút. Chưa nói chuyện mày đã vào mày mày chửi bới. Xin lỗi mọi người nha. Xin lỗi mọi người, mình đã hơi chửi bậy. Thì như này, khi mà nó đặt cái thằng Ngô Đình Diệm lên nó thì thực tế mà nói ngay lúc thời điểm đó cái thằng Mỹ đấy nó cũng không tin được. Chả cũng không tin được là Ngô Đình Diệm sẽ có thể nào được lãnh đạo được cái miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Lý do vì sao? Bởi vì lúc bấy giờ nhá, khi Ngô Đình Diệm được cất nhắc vào cái vị trí gọi là thủ tướng dưới cái quyền của quốc trưởng Bảo Đại đấy, thì khi đó Ngô Đình Diệm không có quân đội, không có cảnh sát, mà quân đội thì nằm ở trong tay của một tên gọi là không biết là gì Hinh đó, còn cảnh sát thì là một cái lũ gọi là ăn cướp lưu manh do thực dân Pháp để lại. Quân đội thì là một cái đội lính gọi là lê dương, gọi là một đội lính gọi là lính lính gọi chúng ta gọi là lính kiểng đó, côn đồ đó. Thì khi bây giờ đây là ông Ngô Đình Diệm này là không được coi như là không, thằng Mỹ nó không thể tin được là có thể là bình định. Nhưng mà rất may cho Ngô Đình Diệm đó là gì, là ông ta là một người theo đạo Công giáo. Và khi bấy giờ đấy thì cái đạo Công giáo đấy, cái chính sách mà đợt đấy nó tuyên truyền rằng là Chúa đã vào Nam, thế nó kéo theo được tương đối nhiều, có khoảng 1 triệu người theo đạo 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 Công giáo từ ngoài Bắc chuyển vào trong Nam. Và những người ở trong Nam đó cũng có những người theo đạo Công giáo.
Và rất may đấy là Ngô Đình Diệm là cùng đạo công giáo. Và có bảo đệ, nó người thằng em, đó là Ngô Đình Thục, làm gọi là như kiểu cha đạo lúc bấy giờ. Thì Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ đấy bắt đầu mới dựa vào cái gọi là những người công giáo này để lãnh đạo. Đấy, để được một cái lòng, được một chút lòng dân là từ những người theo đạo công giáo. Thế cho nên chính vì thế mà từ từ Ngô Đình Diệm gọi là và cộng thêm với một chút nữa gọi là lưu manh, một chút gian dối trong cái cuộc gọi là trưng cầu dân ý đó, thì Ngô Đình Diệm được trở thành gọi là như kiểu là quốc trượng, thay Bảo Đại làm quốc trượng của cái Việt Nam Cộng hòa đệ nhất. Thế thì khi mà dần dần được ổn định được cái tình hình trong Nam đó, thì lúc bấy giờ thì thực tế mà nói là Ngô Đình Diệm vẫn chưa thể nào nắm được quân đội, cũng chưa nắm được cảnh sát. Thì sau khi mà hắn bình định nổi được đấy, và có một cái cuộc trưng cầu dân ý gian dối năm 1956 đó, 55 đó, thì đến năm 1959 nó ra một cái gọi là luật 10-59. Cái luật 10-59 này chúng ta sẽ nói sau, nhưng mà bây giờ ý tôi muốn nói đến là cái sự hình thành Ngô Đình Diệm là ai và cuối cùng tại sao lại bị giết, thì tôi đang nói chuyện đó. Thì như thế này, thì sau khi bình định được đó thì tất nhiên là khi mà nó dựa quá vào những người mà đạo công giáo đó, thì nó lại bị mất lòng của những người gọi là theo đạo Phật. Và chúng ta ra cái chính sách, vì quá ưu tiên đạo công giáo cho nên nó ra chính sách đàn áp đạo Phật. Nên là có cái sự đàn áp cái tôn giáo ở đây. Thế nhưng thực tế đấy, thì trong cái thời kỳ này thì cũng phải đáng khen cho Ngô Đình Diệm một chút, cũng phải có một lời gọi là công bằng cho Ngô Đình Diệm. Đấy là vào năm 1963, khi mà quân đội Mỹ muốn đổ bộ vào Việt Nam, nhưng mà vì nó đàn áp cho nên là lúc bấy giờ đấy, kể cả cái gọi là cách mạng thì cũng vẫn coi như là hoạt động ở trong Nam. Thì lúc đấy giờ Mỹ nó muốn, khi Mỹ nó hất chân Pháp ra khỏi Đông Dương ấy, thì lúc đấy thực ra thì nói là thằng Mỹ nó cũng muốn nhảy vào Việt Nam rồi. Thế nhưng Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ nói rằng là nếu như quân đội Mỹ mà đổ bộ vào Việt Nam đấy, thì cái chính nghĩa của cái quốc gia nó không còn nữa. Cho nên Ngô Đình Diệm cũng phản đối cái chính sách này. Và thực tế thì Ngô Đình Diệm cũng có cái ý định đó là gì, là có cái những sự đàm thoại với miền Bắc. Đó, chính vì thế mà Ngô Đình Diệm bị mất lòng tướng tá, bị mất lòng của Mỹ. Thành ra là Mỹ nó mới chỉ đạo để mà làm một cái cuộc đảo chính vào ngày 11 tháng 11 năm 1963 và giết toàn bộ gia đình của Ngô Đình Diệm. Đó. Và chỉ đạo trực tiếp trong cái cuộc đảo chính này đấy là đại tá Conlin. Hắn cho tiền cho những người mà lúc bấy giờ đứng đầu là Dương Văn Minh, rồi là một số tướng tá của quân đội lúc bấy giờ là nó tiêu diệt. Đó, thì đấy là chúng ta phải thấy rằng này, cái người giết Ngô Đình Diệm, người giết trực tiếp đó là tướng tá quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng người mà chỉ đạo trực tiếp giết thì đó là một thằng đại tá Conlin của CIA. Thế chúng ta phải thấy đấy. Rõ ràng cái gì? Là lúc bấy giờ đấy, cái bàn tay nhem nhuốc của đế quốc nó đã thò vào cái chính trường của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ rồi. Thì nó phải nói là cái đại nhất Cộng Hòa, nó không có cái gì, nó không có cái gọi là tính tự chủ. Đó. Thì bây giờ chúng ta lại phải nói là thế đấy là chúng ta giải thích xong ai là người giết Ngô Đình Diệm. Thế thì Ngô Đình Diệm này tại sao lại bị giết một cách dễ dàng như thế? Bởi vì là thường thường đấy, để mà đảo chính hay nọ kia đấy, thì thực tế đấy, nếu như một người mà có đủ cái năng lực, có đủ cái lòng tin của nhân dân ấy, thì cái cuộc đảo chính nó rất khó diễn ra. Thế nhưng mà Ngô Đình Diệm này tại sao lại bị giết dễ dàng như vậy? Chỉ một cần một cuộc đảo chính nhẹ thôi, không được bất cứ một ai bảo vệ. Vì làm sao? Thằng Mỹ nó muốn giết, mà trong đấy lại quân đội lại bị tiêu diệt. Đó.
Thì bây giờ mình sẽ nói về cái chính sách của Ngô Đình Diệm trong cái thời kỳ gọi là đệ nhất Cộng Hòa. Thực ra thì theo nhận xét của một số người đấy, thì cái đệ nhất Cộng Hòa này đấy, nó bị sụp đổ đấy, là bởi vì cái mâu thuẫn gọi là trong cái chính sách đàn áp tôn giáo, mà đứng đầu đấy là thằng Ngô Đình Thục, và Ngô Đình Diệm là người mà lãnh đạo rất ủng hộ. Nhưng thực tế đấy, nó không phải. Cái sự sụp đổ này đấy, nó nằm ở chỗ này. Thứ nhất, đó là năng lực yếu kém. Ngô Đình Diệm không đủ khả năng để lãnh đạo một đất nước. Bởi vì ông ta chỉ biết đến quản lý hành chính. Tức là chỉ nghĩ là có cảnh sát, có các cái hội đồng ở các khu vực, giống như tỉnh trưởng bây giờ đó, là ông ta có thể lãnh đạo được đất nước. Nhưng ông ta sai lầm ở chỗ. Ông ta không biết đến cái giá trị của một đảng lãnh đạo. Thực ra thì ông ta cũng biết. Thế nhưng mà cái đảng mà ngày xưa đấy, cái đảng Cần Nao mà do Ngô Đình Nhu ấy, gọi là thằng em ấy, Ngô Đình Nhu đứng lên ấy, tổ chức đấy, thì nó không có khả năng tổ chức chặt chẽ. Nó dẫn đến một vấn đề là gì? Đó là nó không làm được cái cốt lõi nhất, đó là thu hút được lòng ủng hộ của nhân dân. Đó. Vì chính vì cái không thu hút được cái lòng ủng hộ của nhân dân này đấy, thì nó bắt buộc, bởi vì không thu hút được thì người ta đấu tranh. Khi mà người ta đấu tranh đấy, thì anh ta lại không biết cách để dập cái đấu tranh này, mà anh ta lại dùng cái chính sách là gì? Đó là phải đe cho dân sợ. Và anh ta ra cái luật 15-9. Thì cái luật 15-9 này đấy là cái luật gọi là sinh ra để chống lại những người mà chống cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cái chế độ gọi là Cộng Hòa đệ nhất. Mà trong cái luật này đấy thì là nó chỉ có hai hình phạt. Một là chặt đầu. Hai đó là tù chung thân. Đó là khổ lao chung thân. Các bạn hiểu không? Thì khi đó đấy, nó không dùng như là bây giờ ấy, tử hình thì người ta có cái là treo cổ hoặc là tự xử bắn hay là gì đó. Nhưng cái ngày đó, thằng Ngô Đình Diệm này nó được thừa kế lại được những cái máy chém do Pháp để lại. Cho nên là nó lê máy chém đi dọc miền Nam. Và cái luật 15-9 này là một trong những luật người ta gọi là luật như kiểu là luật quân sự, tòa án quân sự đó. Dùng áp dụng trong cái tòa án quân sự. Với mục tiêu là bắt những người mà chống lại cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thì đây chúng ta đều coi là những người yêu nước, những người nổi tiếng, những người yêu nước. Thì chúng cái luật này đấy là nó chỉ gì? Nó chỉ cho phép là xử tối đa trong 3 ngày và không kháng cáo, không giảm án. Và khi mà đã bị xử, những ai bị xử gọi là tử hình đấy, là đều dùng máy chém. Mà các bạn biết chém ở đâu không? Nó chém ở ngoài chợ. Nó lôi ra giữa chợ nó chém. Nhằm làm gì? Là đe dọa người dân. Đây là một trong những chính sách cực kỳ sai lầm. Nó chém rất nhiều người. Chứ không chỉ là có mấy người. Các bạn có biết là khi nó chém xong nó mổ bụng, nó moi gan không? Một cái cách làm của những cái tên gọi thổ phỉ. Các bạn có biết người yêu nước ở Việt Nam có bao nhiêu người không? Với cái chính sách thà giết nhầm hơn bỏ sót. Đây là một câu nói của thằng Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chém những người chống lại Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất lúc bấy giờ thì là những người yêu nước bây giờ. Mày hiểu chưa? Quang trường. Không có một cái luật nào bắt làm cho con người ta với cái mức độ là thứ nhất là gì? Là xử chỉ xong 3 ngày và không có kháng cáo, không có gì hết. Xử xong chém luôn. Chém là gì? Chém là lôi ra pháp trường. Bình thường người ta còn phải có pháp trường. Đằng này nó lôi ra chợ, nó chém. Nhằm cái gì? Nhằm làm cho người dân sợ hãi để không dám chống lại nữa. Đây là một cái cực kỳ sai lầm và ngu dốt. Cách làm đấy, nó chỉ dành cho những tên cướp mà thôi. Chính vì thế đấy, đến khi ông ta và gia đình ông ta bị xử án, bị gọi là lật đổ, người dân còn đến xem, người dân kéo ra xem. Ngoài của Hòa Hảo ra, ông ta còn chém những ai? Chém bí thư của tỉnh Tây Ninh lúc bấy giờ. Và chém rất nhiều những chí sĩ yêu nước lúc bấy giờ nữa. Và khi mà cái luật 15-9 này ra đời đó,
thì cái nhân dân miền Nam không những không sợ hãi mà họ còn lập lên những cái phong trào phản đối cực kỳ mạnh và rất có cái tác dụng. Nó sai lầm là sao nó biết không? Là bởi vì đừng bao giờ dọa người dân Việt Nam không bao giờ biết sợ. Người ta chỉ ủng hộ chứ người ta không bao giờ biết sợ. Các anh càng làm người ta sợ thì cái phong trào đấu tranh nó càng mạnh. Và đỉnh điểm là gì? Là các phong trào yêu nước lúc bấy giờ đó, người ta hoạt động rất tích cực. Phụ nữ, người già trẻ em thì ở nhà nấu ăn, phụ nữ thì no làm tang lễ, thanh niên thì bỏ trốn để tránh bị bắt đi lính, còn những người gọi là chí sĩ yêu nước thì biểu tình mang xác đến tận nơi để đòi hỏi. Để đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi cái phản đối cái luật 10 năm 9 này. Mà chính ra đến lúc bây giờ khi mà cái bọn chúng nó đã biết sai lầm của nó nên nó mới phải xin lỗi. Các bạn thấy chưa? Cái tội ác của chúng nó nằm ở chỗ đó đó. Chúng nó chặt đầu mổ bụng moi gan những chí sĩ yêu nước ra nhằm mục đích là đe dọa người dân. Đấy là sai lầm. Cho nên đến khi mà Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Thục và một loạt những cái người ở trong gia đình của Ngô Đình Diệm đó bị coi đảo chính, bị coi như là bắn chết. Người dân không bảo vệ, người dân người ta ra xem, tò mò. Thế đủ thấy được cái lòng dân lúc bấy giờ, người ta căm ghét cái gia đình đó như thế nào. Anh không có năng lực lãnh đạo đất nước, anh không có năng lực coi là thu hút người dân. Cái mà người lãnh đạo đấy, nó nằm ở chỗ không phải kiến thức của ông, mà cái mà nằm ở là cái gì, là có thể quy tập lòng dân vào một chỗ. Thì Ngô Đình Diệm và gia đình Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ không có khả năng, và dẫn đến cái sự sụp đổ của gia đình Ngô Đình Diệm đấy, cái gia đình chị đấy, nó là chuyện rất là bình thường, nó một điều tất yếu sẽ xảy ra. Các bạn thấy chưa? Nó là một điều tất yếu phải xảy ra thôi. Thế thì bạn có thể thống kê nổi không? Khi mà người ta đã gọi là thà chém nhầm hơn bỏ sót. Lịch sử lúc bấy giờ là do Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất họ ghi. Còn những người chí sĩ yêu nước đấy thì nó là vô kể. Các bạn cứ thử nhìn đấy. Nếu các bạn không tin, các bạn có thể lên gọi là có những cái hình ảnh về chiếc máy chém đó. Bây giờ ở, tôi nhớ không nhầm thì ở Cần Thơ vẫn còn đang trưng bày một chiếc máy chém của cái thời mà Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất đó. Vâng, đứng đầu về khả năng chặt đầu, đứng đầu về khả năng coi là mổ bụng ngoài gan, đúng không? Thực ra mà nói đấy, chúng ta căm hận cái Việt Nam Cộng Hòa một. Bởi vì sao? Bởi vì lúc bấy giờ Ngô Đình Diệm chỉ khư khư là giữ được cái quyền lực của mình thôi. Tất nhiên ông ta cũng biết được, ông ta biết được nếu như một ngày nào đó quân đội Mỹ vào Việt Nam thì sẽ xảy ra chiến tranh, lúc đó nhân dân rất khổ. Thế nhưng cái mục đích của ông ta là gì? Mục đích của ông ta đó là muốn xây dựng một cái lực lượng ở trong miền Nam đủ mạnh để có thể đàm phán với miền Bắc. Thế nhưng ông ta không làm nổi, ông ta không đủ trình độ. Có những điểm mà cũng phải công nhận một điều, đó là ông ta cũng là một người cũng mang cái tính chất dân tộc, đó là bởi vì ông ta không muốn Mỹ đặt chân vào, không muốn quân đội Mỹ đặt chân vào Việt Nam. Bởi vì nó biết là một khi quân đội Mỹ đã đặt chân vào Việt Nam thì sẽ không bao giờ đẩy quân đội Mỹ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam nữa và sẽ dẫn đến chiến tranh. Các bạn nào có gọi là cái dữ liệu mà số bao nhiêu người chém đấy thì các bạn cứ đưa lên cho những cái thằng mà nó hỏi đây, nó trả lời để cho nó biết. Những cái điều đó các bạn chỉ cần lên Google hay đâu, các bạn cứ xẹt thoải mái, không ai người ta muốn nhớ cái điều đó được. Nhưng chúng mày phải lên nhớ một điều, một khi nó đã có cái luật và nó đã được áp dụng trong lịch sử thì nó đã chém người rồi, còn chém số lượng bao nhiêu tự tìm hiểu.
thực ra mà nói những cái số liệu này cũng chưa chắc là chính xác. Những cái số liệu này không không bao giờ mà chính xác. Đúng không các bạn? Ai khẳng định với chúng tôi là nó chỉ có 500 hay 600 người? Lý do tại sao khi Ngô Đình Diệm bị bọn quân đội nó đảo chính đó, không ai có thể không ai có thể coi như là đứng ra mà bảo vệ. Một người lãnh tụ, một người tổng thống trong đất nước ít ra cũng phải được người dân ủng hộ chứ. Thế nhưng mà khi mà nó bị tiêu diệt, nó bị giết đó, người dân chỉ tò mò đứng xem. Là vì sao? Phượng Nhiên, nếu mà cháu thích thì cháu sang nghe bên chửi nhau bên nhà bên nhà người khác, còn ở trong diễn đàn này không không chào mừng cháu. Ok. Tất cả những ai mà không muốn nghe thì biến. Tôi không có chào mời những người đó. Tôi nói chuyện với anh chị em bà con ở đây. Chứ còn nếu mà cháu cảm thấy Google nó đầy đủ hết rồi, cháu cứ lên Google cho search thì cháu muốn làm gì làm. Cháu không cần phải quan trọng cái điều đó. Còn đây là bài nói chuyện của chú. Hy vọng cháu vào nhà chú, cháu tôn trọng chú. Ok. Đấy là chú đã lịch sự văn hóa với cháu rồi đấy. Còn chú thừa biết cháu là ai. Đó. Thì sau này đấy, có một số người gọi là nghiên cứu, mà một số người đã từng thân cận với Ngô Đình Diệm, đã từng nhận xét như này này. Sau khi mà lật đổ xong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa Đệ Nhất, thì những cái tướng tá mà cái trong cái quân đội, trong cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ đó, nó mới rước Mỹ vào. Và xảy ra cái đấy chính là cái bước ngoặt của lịch sử Việt Nam. Nó xảy ra cái cuộc chiến Việt Nam nó nằm ở chỗ đó đó. Thì một số người cũng bênh Ngô Đình Diệm. Tất nhiên là khi mà họ là những người thận, gọi là thân cận Ngô Đình Diệm thì họ cũng bênh. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn vào những lịch sử đấy, chúng ta cũng thấy là sau khi Ngô Đình Diệm chết đi thì quân đội Mỹ mới bắt đầu chính thức đặt chân vào trong cái Việt Nam mình. Tức là gì? Tức là khi mà quân đội Mỹ vào đấy thì nó mới dẫn đến cuộc chiến tranh hao người tốn của, dày xéo quê hương của chúng ta đến cỡ đó. Mà trong cái cuộc chiến này đấy, chết bao nhiêu người, đổ máu bao nhiêu, dân tộc ta phải hy sinh bỏ mất bao nhiêu đấy, thì các bạn đều biết rồi. Đúng thế, Mỹ lật. Nhưng chính là những cái thằng tướng tá mà cơn quân đội lúc bấy giờ của Việt Nam Cộng Hòa đó mang danh là những thằng tướng, đúng không? Ví dụ như là Dương Văn Minh, ví dụ như là một vài những vị tướng trong thời đó, lại phải đi nghe một cái thằng đại tá, nghe lệnh của một thằng đại tá của CIA, đại tá Conlin. Được, lúc bấy giờ đó, thực tế mà nói đấy, thằng Mỹ nó dựng nên một cái lý do rất là vớ vẩn như này này. Là gì? Là nếu mà Ngô Đình Diệm nó có tư tưởng là gì? Là tư tưởng đó là Ngô Đình Diệm bắt tay với Cộng sản, và Cộng sản sẽ tràn xuống miền Nam. Thế làm cho vài cái thằng tướng mà tưởng là ái quốc, ái quần kia đấy, nó mới nghĩ rằng là nếu như thế thì Cộng sản sẽ chiếm miền Nam Việt Nam. Thế là chúng nó mới lật đổ, chúng nó mới tiêu diệt Ngô Đình Diệm. Và chính những thằng này là những thằng tội đồ của dân tộc cái này. Nó rước Mỹ vào này. Có thể nói là tội ác của Ngô Đình Diệm một. Thì cái tội ác của Việt Nam đệ nhị Cộng Hòa đó, nó là bằng 2, bằng 10. Là bởi vì dẫu sao đi chăng nữa thì Ngô Đình Diệm mặc dù là có tội ác cũng chém người yêu nước. Tất nhiên cái tội ác đó là không thể tha thứ được rồi. Thế nhưng nó còn chưa gây đến cái cuộc chiến tranh. Nó chưa gây đến cuộc chiến tranh. Mà cái cuộc chiến tranh này chúng ta biết là hai miền Nam Bắc lúc bây giờ mất khoảng 4 triệu người, cộng với vô số tiền bạc, thóc lúa gạo men. Và cái dư âm của cuộc chiến tranh này đấy, nó còn kéo dài đến tầm khoảng 20-30 năm sau mà chưa hết. Đó, các bạn thấy đó. Chào tất cả mọi người nhé. Vâng, chào anh Cư Xá Duy Tân. Chào Khánh Hòa, chào tất cả mọi người. Mình đang nói chuyện đấy. Lúc bấy
giờ là Dương Văn Minh đứng đầu trong quân đội. Lúc đấy được gọi là chủ tịch, không biết là hội đồng cái gì đó dạng như kiểu là bộ trưởng quốc phòng Việt Nam bây giờ đó, là đứng đầu trong cái chiến dịch mà lật đổ chính quyền này đó. Thế nhưng mà thực tế mà nói là sau khi mà Dương Văn Minh lật đổ đó, nhưng mà Dương Văn Minh này cũng không đủ cái trình, không đủ cái tài để mà trở thành lãnh tụ, để trở thành tổng thống. Ông ta có năng lực làm ở trong quân đội, nhưng mà ông ta lại không có đủ cái mưu mẹo trong. Và cuối cùng là cái thằng được hưởng sau cái cuộc lật đổ đảo chính này đấy, chính là cái thằng Nguyễn Văn Thiệu sau này. Bởi thằng ấy nó mưu mô hơn, nó khôn hơn, nó gian manh hơn. Các bạn có hiểu cái luật 15-9 không? Nó là cái một trong cái tòa án quân sự gọi là tàn bạo nhất thế giới. Nó bắt được một người nào đó, nó chỉ xử trong vòng 3 ngày. Và 3 ngày đó là nó xử xong. Và không có kháng cáo, không có giảm án. Có cái tòa án nào nó cỡ như thế không? Và hình phạt chỉ có hai mức. Một là khổ lao chung thân. Hai, đó là tử hình. Thì đây là một trong những cái chủ tịch hội đồng tướng lĩnh. Ok, cảm ơn Đình Hiệu. Thì đây là một trong những cái mà gọi là những cái bộ luật gọi có thể nói là khắt khe, tương đương với lại cái chính sách diệt chủng của các nước khác. Nó rất tàn bạo, dã man, mổ bụng moi gan nhân dân, mổ bụng moi gan đồng bào, với cái mục mới, với lại một cái câu nói nổi tiếng đó là gì? Thà giết nhầm hơn bỏ sót. Một thằng lúc bấy giờ là lúc đấy là có thể là cũng đã từng là xưng danh tổng thống rồi đấy, mà cuối cùng cũng vẫn đặt ra một cái luật như thế. Và một cái câu nói cực kỳ dã man như thế. Một khi mà nó đã tàn bạo như thế, nó lại không được lòng dân như thế, thì cái việc sụp đổ của đệ nhất Cộng Hòa nó là điều tất yếu. Tuy nhiên hiện nay có một số người, có một số những cái bọn ba que ba sọc ấy tung hô Ngô Đình Diệm. Chúng nó tung hô, chúng nó khen ngợi đấy. Thì tôi mới có một nói một câu này. Thế nếu mà trong mắt chúng mày Ngô Đình Diệm là người yêu nước, thì những cái thằng giết Ngô Đình Diệm đấy nó là thằng phản quốc chứ còn gì nữa. Và chúng mày công nhận với tôi một điều này. Nếu như cái đệ nhất Cộng Hòa là một cái nền Cộng Hòa gọi là vì nước vì dân đi, thì những cái thằng tiêu diệt hắn và những thằng sinh ra cái đại nhị Cộng Hòa đều là những thằng phản quốc, thằng tay sai. Một điều không bao giờ có thể chối cãi được nữa rồi còn gì nữa. Đúng không các bạn? Đúng rồi các bạn. Nó đã bảo rồi, nó là thà chém nhầm hơn bỏ sót cơ mà. Với mục tiêu là chém để dằn mặt, chém để làm cho nhân dân sợ. Nhưng mà chúng nó nhầm một điều này. Chúng nó không biết được cái văn hóa, cái bản sắc dân tộc Việt Nam, cái người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam chỉ sợ trước chính nghĩa. Người dân Việt Nam chỉ biết ủng hộ đất nước. Chứ còn người dân Việt Nam chưa bao giờ biết sợ trước cường quyền. Mà khi mà chúng nó sai lầm, đánh giá nhầm người dân Việt Nam thì chúng nó chết. Chúng nó thất bại là điều tất yếu. Không có cái gì bàn cãi ở đây cả. Còn một đứa trẻ ngờ ngạch người ta cũng giải thích được. Là thằng Trung Quốc, thằng Bôn Bốt nó gây ra cuộc chiến 79. Chứ chẳng có ai là gây ra cuộc chiến 79 cả. Đúng đấy. Anh Cư Xá Duy Tân nói đúng đấy. Bởi vì sao? Bởi vì chính ra cái thằng Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ đó, nó cũng dựa vào Chúa, nó cũng dựa vào giáo dân để nó kiểm soát cái miền Nam Việt Nam. Chứ thực tế mà nói là lúc bấy giờ những người ở nơi khác, những cái người mà đi theo đạo Phật hay đạo Hòa Hảo, người ta không theo. Người ta đâu có theo đâu. Chúng nó không bình định được, chúng nó không bao giờ kiểm soát quản lý được người dân Việt Nam cả. Bởi vì đấy, cho nên là có một số nhận xét đấy. Cái đại nhất Cộng Hòa đấy, khi nó sụp đổ đấy, là bởi vì nó không có một cái đảng làm nòng cốt. Vì cái đảng cần nao của lúc bấy giờ đấy, nó không được tổ chức tốt, cho nên là nó không làm được cái vai trò giống như đảng Cộng sản làm ở ngoài Bắc. Đó là gì? Một cái đảng làm nòng cốt để thu hút lòng dân.
Thì có nghĩa là khi mà thu hút được sự ủng hộ của nhân dân thì cái đảng đấy nó sinh ra là của dân, do dân và vì dân. Nhưng cái đảng cần nào nó bây giờ nó không làm được. Nó chỉ dựa vào súng ống, nó chỉ dựa vào giáo dân, nó chỉ dựa vào gọi là đe dọa để nó kiểm soát miền Nam, dẫn đến chúng nó thất bại. Thế nhưng nói cho cùng thì cái đệ nhất Cộng Hòa đấy nó chưa gây ra cuộc chiến. Và nó có một phần nào đó chống lại cuộc chiến. Nó tìm cách là hòa hoãn với lại miền Bắc để nó giữ được cái quyền lực của nó. Tất nhiên là cái tội của nó là cái tội gì? Vì quyền lực của bản thân mà không nghĩ đến lợi ích của dân tộc, không nghĩ đến lợi ích của quốc gia. Nhưng ít ra nó cũng còn tìm một cái đường lối để hòa bình. Thế còn cái Việt Nam đệ nhị Cộng Hòa thì sao? Cái Việt Nam đệ nhị Cộng Hòa thì lúc đấy bấy giờ là gì? Là bắt đầu nó chính thức trở thành tay sai của ngoại bang. Bởi vì chính ra thì Ngô Đình Diệm đã từng nói, nếu như quân đội Mỹ mà bước chân vào Việt Nam thì lúc bấy giờ chính nghĩa quốc gia đã không còn. Và khi này đấy, cái Việt Nam đệ nhị Cộng Hòa đó, Việt Nam đệ nhị Cộng Hòa là nó đã không còn chính nghĩa nữa rồi. Cho nên có những kẻ mà hàng ngày giao giảng cái vấn đề đó là gì? Là chính nghĩa quốc gia. Thì nó không còn cái gọi là chính nghĩa khi mà trong cái đất nước đó có thằng quân đội của quân đội nước ngoài cầm súng ống đi hiên ngang, tự do bắn giết người dân, tự do bắn gọi là phá hoại làng xóm, tự nhiên gọi là bỏ bom lên đầu nhân dân Việt Nam, thì nó không bao giờ còn chính nghĩa nữa rồi. Không, thực ra như thế này này. Thì sau cái nếu mà nói các bạn nói là Diệm do Pháp Mỹ giật dây đấy thì nó cũng không hẳn đúng. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái thằng sau cái chiến dịch Điện Biên Phủ đấy, sau cái chiến thắng và sau khi ký kết cái hiệp định Geneva đó, thì về bản chất là thằng Pháp đã bị thằng Mỹ hất cẳng ra rồi. Cái vấn đề là thời gian thôi. Tức là gì? Thằng Diệm nên có một người khen nói là Ngô Đình Diệm đuổi được Pháp ra khỏi Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam Việt Nam. Sai. Nó chỉ là một cái lước đi chính trị, một lước đi chính trị của thằng Pháp và thằng Mỹ thôi. Tức là gì? Khi mà Mỹ nó đã đầu tư đến 80% chiến phí của quân đội Pháp tại Đông Dương, đặc biệt là tại Việt Nam, thì sau cái thất bại Điện Biên Phủ đó thì thằng Pháp đã chính thức bắt buộc phải rút ra để cho thằng Mỹ nó vào. Nhưng thằng Mỹ vào nó cũng cần phải xây dựng. Thằng Mỹ đấy là chuyên gia của nó đấy, là khi bất cứ đến một đất nước nào đấy, nó là thực dân kiểu mới đấy, tức là đế quốc đó. Ngày xưa Pháp là thực dân kiểu cũ, là đến cai trị. Nhưng thằng Mỹ này đấy là nó dựng lên một bộ máy chính quyền của người bản xứ. Chính ra thì thằng tôi nói rồi, thằng đấy là được hưởng, các bạn hiểu không? Thằng đấy là được hưởng. Nó là gì? Nó hưởng cái chính sách là khi mà thằng Mỹ nó dựng lên, đúng không? Thằng Mỹ nó dựng lên thì thằng Pháp bắt buộc phải rút đi, nhưng mà nó không biết là đấy là cái ở đằng sau nó cứ chối, nó muốn nắm quyền. Thế nhưng rất tiếc, tại sao khi thằng Pháp đi đấy, nó không để lại cho Ngô Đình Diệm quân đội, nó không để lại cho Ngô Đình Diệm cảnh sát, nó không để lại cho Ngô Đình Diệm các cái đài phát thanh. Là bởi vì nó muốn dựng thằng Ngô Đình Diệm lên, nó chỉ đơn giản là bù nhìn, đợi đến một ngày thằng Mỹ nó sẽ vào. Các bạn hiểu không? Nó dựng cái thằng Ngô Đình Diệm lên là để đợi thằng Mỹ nó vào. Cho nên nó không bao giờ giao quân đội cho thằng Ngô Đình Diệm, nó không giao cảnh sát cho thằng Ngô Đình Diệm. Nó nằm ở chỗ đó đó. Mà rất may đấy là thằng Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ đấy là nó mới có cái gọi là giáo dân, nó có cái Vatican đứng đỡ đầu đằng sau. Cái bản chất của nó là gì? Là trong cái này đấy, thằng Ngô Đình Diệm này nó giống như là một thằng tự nhiên được hưởng, bởi vì nó chẳng có cái tài năng gì cả, chẳng có cái hoạt động gì nó gọi là nổi bật. Thế nhưng bỗng nhiên tại sao, lý do gì mà nó lại được đặt về? Nó lại được đặt về làm coi như là thủ tướng. Các bạn phải hỏi lý do tại sao. Bởi vì đơn giản nó coi cái chức thủ tướng của quốc gia Việt Nam lúc bấy giờ đó, nó chỉ là một thằng bù nhìn, nhặt thằng nào cũng được. Không, thực ra thì có, khi mà Pháp ở trong miền Nam nó cũng xây dựng một cái hệ thống cai trị, các bạn hiểu không? Thì nó cũng có những người lính bản địa. Các bạn nói là Pháp không có, cái thời Pháp không có quân đội của Việt Nam là cũng không đúng. Nó cũng có những cái quân đội, nó có, nhưng mà nó chỉ là cái loại lính thuê thôi, tay sai thôi, lính kiểng thôi. Và cảnh sát thì là những thằng lưu manh. Đấy, những thằng lưu manh ăn cướp à. Nó gọi là cảnh sát thôi.
các bạn hiểu không? Nó chỉ là tay sai thôi. Thì đến khi mà cái thằng Ngô Đình Diệm nó được đặt vào vào cái suất đó đấy, thì sau khi nó bình định được rồi thì nó lại quay đầu, nó không muốn bị phụ thuộc vào thằng Mỹ quá nhiều. Cho nên thằng Mỹ nó mới giết. Cái vấn đề là bị thằng lúc đấy là thằng Mỹ nó mới giết. Tôi nói với các bạn này, khi mà tôi vào đây nói chuyện đó, nếu như mà tôi nói sai, các bạn có thể lên trên này trình bày, kể cho mọi người cùng nghe. Còn nếu như các bạn ấy mà không muốn nghe, các bạn có thể đi ra ngoài. Còn các bạn vào đây chửi bới tôi đấy, tôi nói thẳng, tôi có thể chửi các bạn lên trên đầu cha, đầu mẹ các bạn nữa cơ. Cho nên đừng chửi, đúng không? Tôi nói là tôi nói chuyện lịch sử là ở đây là tâm sự với mọi người. Nếu như tôi nói sai, các bạn có thể lên đóng góp ý kiến. Còn nếu như mà các bạn ấy mà không muốn nghe thì cút. Ví dụ như thằng Nguyễn Văn Quang này, các bạn cứ yên tâm, khi ai chửi tôi đấy là tôi có cách để đập nó. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã nói rõ ràng, nếu như các bạn muốn phản biện, các bạn cứ lên phản biện. Các bạn không cần phải chửi, vì vào nhà người ta mà chửi người ta nó áp đáo tại gia. Cái loại đấy là bị đập một cách rất là đơn giản. Còn đã tôi đã nói, khi mà tôi lên trên này tôi nói chuyện đó, đây là cách nhìn, qua cái cách nhìn lịch sử của tôi. Cho nên cách nhìn qua lịch sử của tôi, cho nên đấy là ví dụ như là ai muốn chia sẻ cách nhìn đó thì các bạn cứ việc ấy thôi. Các bạn nói rằng là khi lúc bấy giờ ở trong miền Nam hoặc là ngoài miền Bắc không có lính của Việt Nam thì sai. Nó bởi vì là lúc bấy giờ có lính rỗng đấy, như chú Trần Siêu nói nó hoàn toàn đúng. Có những người Việt Nam hiện nay vẫn bị gọi, vẫn còn sống như này, đã từng một thời gọi là đi lính cho Pháp này. Cho nên các bạn bảo không có quân đội là không sai. Nào các bạn sai. Không phải kể cả ba que ba yếc, cho nó vào đây nó nghe. Anh hiểu hoàng gì chưa? Cho nó vào đây nó nghe được cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa chúng nó, cái tội ác của cha ông chúng nó, thì chúng nó mới hiểu được cái nỗi đau của dân tộc này. Và chúng có nhận thức được thì chúng nó sẽ quay đầu. Lúc bấy giờ đấy là trong miền Nam là có quân đội chứ. Khi mà Ngô Đình Diệm được đặt cách từ một thằng gọi là lêu lỏng ở bên nước ngoài về đặt ở tại Việt Nam, tự nhiên lên làm thủ tướng. Các bạn có công nhận với tôi điều đó không? Trong sử sách có ai ghi nhận cái quá trình hoạt động của Ngô Đình Diệm trước khi lên được cái chức gọi là thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất không? Các bạn có ghi nhận được điều đó không? Thế mà bỗng nhiên tự nhiên lại được đặt. Lý do gì? Là đơn giản nó chỉ coi cái Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ nó coi Ngô Đình Diệm là một thằng bù nhìn. Cho nên nó không giao quân đội, không giao cảnh sát. Thế nhưng rất may là lúc bấy giờ Ngô Đình Diệm nó dựa vào Chúa, dựa vào Vatican để nó bình định được. Nhưng đến khi nó bình định được, nó đàn áp nhân dân, nó gây chia rẽ gọi là tôn giáo. Đấy, nhân tiện cái điều đó thằng Mỹ nó mới quay ra nó bẻ cổ, nó mới giết. Nhưng thực tế mục đích đằng sau là gì? Là thằng Mỹ nó muốn gọi là đổ bộ đưa quân vào trong miền Nam Việt Nam. Nhưng thằng Ngô Đình Diệm nó không muốn, dẫn đến là nó bị giết. Đó. Thì chính ra cái thằng Ngô Đình Diệm nó đã nhận ra cái bản chất. Nếu như quân đội Mỹ vào trong cái miền Nam Việt Nam lúc bây giờ thì cái Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ nó không còn chính nghĩa nữa. Thế nhưng mà một số thằng tướng tá, cái tầm nhìn lông cạn, và thậm chí kể cả cái người Mỹ lúc bấy giờ cũng nhìn một cách lông cạn, cho nên ấy, nó mới gây ra cuộc chiến tranh Việt Nam. Vì cái cuộc chiến tranh Việt Nam này, thằng Mỹ cũng đã cuối cùng cũng đã thất bại. Nhưng cái dư âm của cuộc chiến này đấy, nó để lại cho dân tộc bao nhiêu là nỗi đau, bao nhiêu là mất mát. Vâng, mời anh Trần Siêu. Mời chú Trần Siêu.
cho mời chú Trần Siêu không được nhỉ? Chú Trần Siêu ok đi, cho mời trực tiếp kia. Xin lỗi, hôm nay tôi chỉ mời những cái người mà quen biết nhá, còn những cái bạn mà không quen biết, các bạn vào các bạn chưa comment, chưa biết các bạn là ai lên để chửi bới à? Đâu rồi, chú Trần Siêu ok lên đi chú Trần Siêu ơi. Thực ra mà nói đấy là cái chính sách này nó phải là đợi cái gọi là cái Việt Nam Cộng hòa đệ nhị. Việt Nam Cộng hòa đệ nhị đấy thì nó mới ra cái chính sách gọi là sử dụng người Việt đánh người Việt. Nó gọi là một cái tên mỹ miều hơn cơ. Là cái tên gọi là thay đổi màu da trên xác chết. Đấy. Nó dùng cái tên rất là mỹ miều. Chết rồi, hôm nay cái mạng nó lại làm sao rồi. Các bạn cứ chia sẻ rộng ra để mình cùng nhau nói chuyện. Ôi rồi, sao hôm nay lại... Ông Phan Đức ấy, tôi hỏi thật ông có bị, xin lỗi các bạn nhé, vừa mới có một cái cuộc điện thoại. Ông bị điên à? Ông nghe cái gì ông nghe cho rõ, nghe cho kỹ. Đừng, xin lỗi mọi người nhá, cái mạng giờ nó bị yếu quá. Hoặc là do tôi để mạng wifi nên là không ấy được. Đợi tôi một chút, tôi sẽ dùng cái mạng 3G. Các bạn còn nghe không ạ? À? Các bạn còn nghe không? Anh chú Trần Siêu mở ấy lại đi, ok lại đi cho mày lên. Bây giờ là không thể đưa chú Trần Siêu lên máy ảnh được. Các bạn vẫn còn nghe đúng không? Mình vừa chuyển từ wifi sang 4G bên này cho nên là mạng nó sẽ bị chập chững một chút. Rất là mong các... Chú bây giờ không có camera. Hiện giờ chú không có camera nhé. Còn bạn nào muốn lên thì cứ bấm ok lên. Mình sẽ mời các bạn lên. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn nhé. Oho. Bấm ok đi, bấm ok mình sẽ mời lên. Còn cái này thì mình không thể mời được. Không ai ở đây là hống hách cả. Chú Trần Siêu ơi, chú bấm ok đi, đừng xin lỗi cái này. Chú cứ bấm ok thôi. Vâng, chào các anh chị. Được rồi, bây giờ là chú có camera rồi này. Đó. Xin chào Lưu Ly, bây giờ tất cả các anh em trên mạng nha. Có nghe rõ không Lưu Ly? Vâng, nghe rất rõ. Đây này, tôi thì nói cái chuyện của Lưu Ly thì từ nãy giờ tôi nghe thì tôi thấy là có một cái vấn đề này là các bạn hiểu sai này. Lính Pháp ấy, thời gian Pháp ấy có lập ra quân đội Việt Nam. Đấy, quân đội Việt Nam gọi là lính gióng. Nhưng mà Pháp mua sợ quân đội Việt Nam đảo chính, cho là chỉ cho ở cái cấp đội là to nhất. Đấy. Dưới cấp đội là cấp cai. Đấy, cai nó tưởng tượng như là cái cỡ như là trung đội bây giờ. Và cấp đội nó là thuộc dạng đại đội bây giờ. Đấy, là đợi anh chỉ được chỉ huy khoảng hơn 100 quân. Đấy, là một là cấp đội. Thế là như thế nhá. Điển hình bây giờ tôi nói như này này, cái bằng chứng này này. Đội cai đội cấn là người khởi nghĩa ở tại Thái Nguyên bây giờ là Thái Nguyên đấy. Thì bây giờ ở Hà Nội vẫn có đường đội cấn. Thế là ông y ta là làm cấp đội cho Pháp. Nhưng mà kéo hai đội, trong đó có đội của đội gì đấy, tôi quên mất cái tên ông rồi. Là hai nên là đội cấn trực tiếp chỉ huy hai cái đội này chống lại quân Pháp ở tại Thái Nguyên. Đấy là vấn đề thế. Sau này, sau cái thời gian đó khi mà từ năm 46 quay trở lại thì Pháp xoay chuyển quân đội lên một cách khác. Có nghĩa là đội có cấp tướng, quân đội Việt Nam có cấp tướng, điển hình như thời kỳ Nguyễn Ngô Đình Diệm ấy,
là có 7 viễn, lúc bây giờ là thiếu tướng là to nhất của quân đội Việt Nam thời Pháp, đóng ở cầu chữ Y, mà chính quân của Ngô Đình Diệm đánh cầu chữ Y là đánh đánh quân của 7 viễn đấy. Đấy là quân của đội của Pháp đấy, đấy là như thế, đấy là tôi nói rõ để mọi người hiểu là đừng có nói quân đội Pháp có, nhưng mà quân đội lúc bây giờ hoàn toàn dưới sự chỉ điều hành của Pháp. Tức Ví là dụ nó như đấy một đội chưa của đáp. Pháp, một đội của Pháp là có ba người Tây, gọi là người ta gọi là ba người Tây đấy, không biết là quan tư quan năm gì của Pháp đấy, là người ta trực tiếp chỉ huy vào cái vấn đề đó, hoặc là quan hai quan ba gì đấy, đấy là trực tiếp chỉ huy cái đội đó, chứ nó không để cho người Việt Nam mà chỉ ý đạo nguyên một đội đó nữa. Đấy. Là trong một đội đó là phải có người Pháp trực tiếp chỉ huy. Đấy. Nhưng mà đứng đầu đội vẫn là người Việt Nam, nhưng mà phải trực thuộc vào cái thằng Tây nó chỉ huy cơ. Đấy, nó thì như thế, gọi là Nó người là ta gọi lính là rỗng mà, lính lính tay sai mà. lính lính dõng là lính Việt Nam, là người Việt. Đấy. Lính dõng nó là người Việt, nhưng mà đi cái xà cạp với các bạn để ý là nó đi, nó buộc cái xà cạp ở dưới chân và đội cái lón đấy, đấy là lính dõng đấy, lính dõng mà cấp đội là to nhất, không có trên cao cấp đội lên trước 545, sau 545 là 546 trở đi thì cái thời kỳ thứ hai Pháp Pháp quay trở lại đây, thì lúc đó là quân đội Việt Nam có cấp cao hơn. Ví dụ như là điển hình như 7 viễn là thiếu tướng lúc bấy giờ là quân là lắm toàn quân đội của Pháp đấy. À, rút vào trong miền Nam lúc bây giờ là 7 viễn, gọi là người ta gọi là 7 viễn đấy. Đấy, quân đội 7 viễn đấy, tôi chỉ nói thế thôi cho mọi người hiểu. Quân đội Việt Nam lúc bây giờ nếu tính theo như trước năm 45 ấy, là theo như như bố tôi kể là hầu hình như là có khoảng 300.000 quân gì đấy toàn đất nước đấy, còn sau năm 75 là chỉ có khoảng 200.000 quân thôi đấy, và rút vào trong miền Nam thì dần dần là lúc đó Pháp không đủ có tiền để nuôi quân đội nữa, là giảm dần giảm hết, chỉ còn lại một ít. Sau khi Mỹ Ngô Đình Diệm tiếp quản ấy, thì quân đội của Viễn chỉ còn lại đâu độ khoảng tầm khoảng có mấy nghìn quân thôi đấy, đấy là như thế, là Pháp đào thải hết, đào thải dần ra hết ra khỏi. Còn họ Pháp nó trưng dụng một số quân đội Việt Nam, nó gọi là quân đội nhưng mà nằm trong phòng gì, nó kiểu như là chỉ điểm, cái bọn chỉ điểm là Đó là nó mật dùng thám, nhiều mật đấy, thám tay đấy. sai. Nó gọi là phòng nhì, phòng nhì mà mật thám là quân người Pháp, còn là cái người cái gọi là người Việt Nam nó nằm ở trong cái phòng nhì đó, thì nó gọi là phòng nhì cái người chỉ điểm, chuyên đi chỉ điểm thôi để bắt những cái bọn đấy. Trong đó cái đội mà chỉ điểm này thì nó lại có người chẳng hạn như là cái ông mà gọi là xã trưởng đấy, ở cái xã đó là ông chỉ huy trực tiếp cùng với quân đội Pháp chỉ huy những cái đội đó, thì để ông đi tìm người Việt Minh để bắt đấy, nó là như thế. Theo tôi hiểu nó là như thế thôi. Đấy, còn mọi người thì cứ nói chuyện nha, tôi chỉ nên nói tôi biết đến Vâng đâu vâng mà vâng thiếu thế sai thiếu cái gì thì tôi bổ sung thêm thôi, chứ hoàn vâng toàn vâng nhưng đi là nói đúng thôi. Ok, và vâng xin chào. vâng cảm ơn chú ạ. Thì đó để giải cho các bạn, nó nói là thời Pháp thuộc nên là chúng ta không có quân đội đấy. À xin lỗi, là đừng nói là chúng ta mà là người Việt Nam không có quân đội là không không đúng, bởi vì lúc bấy giờ đấy là có những người lính đi theo Pháp đó, nó là gọi là lính dõng đó, như chú Trần Siêu vừa giải thích cho các bạn đó, thì nó có. Thì lúc bấy giờ đấy mà không nắm được cái quân đội đó và cũng không nắm được cảnh sát, một cái thằng gọi là thủ tướng mà không nắm được quân đội, không nắm được cảnh sát, chỉ dựa vào giáo dân và Vatican để mà lãnh đạo ở cái miền Nam và tạo ra được cái đệ nhất cộng hòa đó. Thì cái đệ nhất cộng hòa này nó vô cùng lỏng lẻo, cho nên ấy, khi mà nó bị đảo chính, nó bị sụp đổ đấy, thì chúng ta cũng thấy được bản chất của cái Việt Nam Cộng Hòa, dù là đệ nhất hay đệ nhị. Đệ nhất thì yếu kém, đệ nhị thì có khả năng lãnh đạo tốt hơn, thế nhưng mà nó dựa chính vào hơi sức của Mỹ, dựa vào cái phụ thuộc vào cái viện nguồn viện trợ của Mỹ nó mới có thể là đứng vững được, chứ nó không có khả năng, nó không có trình độ, đó các bạn thấy đấy. Và chính cái người ở trong Việt Nam Cộng Hòa đó khi họ lãnh đạo, còn cũng có những người đã nhận ra được rằng đưa quân đội nước ngoài vào đấy là cõng voi về giày mã tổ, cõng rắn cắn gà nhà. Thế nhưng mà cái Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị nó còn ngu dốt hơn đấy, nó cứ tưởng là nó không giao cái nó không bắt tay với lại miền Bắc, là nó là yêu nước, là gọi là vì chính nghĩa. Thế nhưng chúng nó nhầm.
ai dẹp Bình Xuyên? Với cái trình độ của Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ, không có một đảng phái làm nòng cốt, không có quân đội, không có cái gì hết, chỉ dựa vào Vatican và đi ra một cái điều luật gọi là giết người như vậy, thì làm gì có cái mà được gọi là bình định bên này cái nọ kia. Và tao sẽ mời chú Vinh Đỗ lên chia sẻ. Đang mời chú đấy. Còn thế thằng Đức Hùng này này, chúng mà còn tôn thờ cái mà gọi là... Chào mọi người, mọi người có nghe ra rõ mình nói không? Vâng vâng, nghe rất là rõ. À, các bạn cho mình lắp cái tai nghe nhé. Không, cứ để cho nó nghe, cho nó nghe cái tội ác của cha ông nó để lại. Đình Nam hiểu không? Còn anh chị em mà muốn chia sẻ về cái vấn đề này cứ việc lên nhá. Nói chung là mình đã nghe Lưu Ly nói từ đầu, nhưng có một cái chi tiết này là mình không đồng tình với Lưu Ly. Vâng. Bởi vì Lưu Ly đã đọc phải những cái tài liệu mà do bọn Việt Tân, do Việt Nam Cộng Hòa cũ đã viết, là cái chi tiết là Ngô Đình Diệm yêu nước, cũng có một cái phần gọi là yêu nước. Đấy. Có một cái phần yêu nước cái đó là... cho nên mới bị Mỹ giết. Cái này mình sẽ giải thích với Lưu Ly để các bạn ở dưới diễn đàn các bạn hiểu. Chú Vinh Đỗ này, chú Vinh Đỗ này, để cho giải thích cái. Tức là có một cái tinh thần dân tộc, tức là nguyên văn cái câu mà Lưu Ly nói là Ngô Đình Diệm có một cái tinh thần dân tộc, thì cái này nó đây là câu nói chính xác nhất của Lưu Ly nói. Thì có thể giải thích với Lưu Ly này. Lưu Ly đã coi như đọc vào những cái tài liệu của coi như Việt Tân hoặc là Việt Nam Cộng Hòa để rửa mặt cho cái chế độ Ngô Đình Diệm. Mình khẳng định như vậy. Bởi vì tại sao mình, quan điểm của mình thì nếu như Ngô Đình Diệm mà có tinh thần dân tộc thì đã không theo cái đường lối của Vatican. Chú cứ trình bày đi. Cái điều mà mình muốn nói với mọi người rằng cái chính sách của thực dân Pháp ở Việt Nam là chính phủ phong kiến Việt Nam đứng đầu là Bảo Đại, chỉ là một thằng bù nhìn thôi, còn toàn bộ cái quyền hành là do người Pháp chỉ huy và định đoạt đó, và đấy là gọi là chính sách toàn trị. Đấy gọi là chính sách toàn trị, tức là cái gì cũng phải là chính trực tiếp quân đội Pháp coi như thực hiện. Đấy là cái chính sách của Pháp. Nhưng mà ngược lại thì chính sách của người Mỹ là dùng người Việt trị người Việt. Vậy thì tại sao Ngô Đình Diệm lại bị ám sát cả gia đình? Là bởi vì Ngô Đình Diệm áp dụng một cái chính sách là gia đình trị, rất là độc tài, rất là độc đoán, và theo cái chính sách của Vatican là Thiên Chúa giáo hóa toàn bộ đất nước này. Chính vì vậy Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã thẳng tay đàn áp tất cả các phong trào của các giáo phái khác trên đất miền Nam Việt Nam, gây nên không những cái bức xúc cho nhân dân và thậm chí là gây bức xúc cho các tướng lĩnh trong quân đội coi như Việt Nam Cộng Hòa thời đệ nhất Cộng Hòa. Và rất là cái chính sách rất là độc tài, chia ra trong anh em, có mấy anh em là chia ra mỗi người một cái vùng đó, chia ra mỗi người một cái vùng để cai trị, như ví dụ như Ngô Đình Cẩn thì ở miền Trung đấy, rồi tất cả những cái nhân vật trong gia đình, mình nói ngắn gọn thôi, tất cả các nhân vật trong gia đình là mỗi cái vùng để trị. Mà cái chính sách của Mỹ là chính sách dùng người Việt để trị người Việt. Vậy thì như vậy là Ngô Đình Diệm đã đi ngược lại cái chính sách của đế quốc Mỹ. Không mà chú Vinh Đỗ này,
Không, từ 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 mình nói hết đã, xong rồi. Xong rồi Lưu Ni nói. Nhưng mà chú lại nó rõ nghĩa là nếu nếu như mà bị nếu như mà bị tắt tắt toán ấy thì là người ta sẽ không hiểu. Người hiểu nhầm sao? Hả? À không. Cháu cứ yên tâm đi. Cái này mà chú lại bảo là cháu đọc phải nhầm tài liệu của Việt Tân thì cuối cùng người ta lại không mũ cháu. Bởi vì ở trên Google nếu như mà có một cái bạn nào đó nói về cái chuyện vào Google để sợ thì quan điểm của chú là Google nó chỉ là một cái kho tư liệu thôi. Kho tư liệu nó có muôn vàn những cái người nọ người kia hoặc là cái thế lực nọ thế lực kia người ta đưa cái tài liệu lên đó. Và không, nếu như chúng ta có thể đọc ở bất cứ đâu nhưng cái vấn đề là chúng ta phải chọn lọc để tìm ra sự thật. Chính xác. Đúng rồi. Nhưng mà cái này thì chú đã đọc được ở một cái tài liệu của chế độ Việt Nam Cộng Hòa để rửa mặt cho cái chế độ coi như Việt Nam Cộng Hòa cũ. Nhưng mà chính cho nên là cái vấn đề nói là ông Ngô Đình Diệm có một cái tinh thần dân tộc, cái đó không đúng. Một người có tinh thần để chú phản biện cái này, chú phải phản biện. Nhưng mà cháu phải hỏi chú xong cái rồi chú lại trình bày cơ mà gì? Cháu hỏi. Ở đây không có không phải là chú quy chụp cho cháu đúng không? Và chú chỉ muốn đính chính lại để cho cháu thấy cái vấn đề là chúng ta nói thì chúng ta phải xét thấy cái vấn đề nó có đúng hay không. Ở đây là chú chỉ đính chính cho cháu. Chứ à, không cháu, phải cháu đồng ý nhưng mà cháu đang hỏi chú là ở đây chú đính chính. Nếu như cháu nói sai bởi vì cháu còn quá trẻ cho nên là về những cái đó có thể cháu có trình độ học vấn cao nhưng mà có thể có những cái cháu cũng hiểu sai. Cái này chú cũng không đáng trách. Và đây là chú đính chính, nói chính xác với các bạn là tôi lên đây chỉ đính chính lại cái vấn đề này thôi. Bởi vì bây giờ thì chú mới nói tiếp là cái vấn đề nếu như Ngô Đình Diệm mà có tinh thần dân tộc, đúng không? Các bạn thấy đúng không? Thì đã không coi như lê cái máy chém, coi như là chém cắt lượt. Đúng không? Không lê. Và chúng ta thừa biết trong lịch sử đến cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa sắp sửa bị sụp đổ thì không ai khác ngay kể đến Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rồi Tổng thống mới Dương Văn Minh cũng vẫn có một cái quan điểm nó cái này nó là một cái bài của những cái người lãnh đạo có thể là hòa hoãn với người này để coi như chiến đấu với một cái thế lực kia. Cái này nó là cái bài trong sách chiến lược về ngoại giao và quân sự rồi. Cái này nó không phải như vậy mà nó là cái thực tế, không phải là chỉ có riêng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta mà tất cả từ cái đời xưa cha ông. Cái này nó nằm trong gọi là cái sách binh thư về chiến lược. Đấy. Khi mà người ta sắp sụp đổ thì người ta sẽ phải tìm một cái thế lực nào đó. Người ta phải tìm một cái thế lực nào đó để mà bắt tay lại. Chúng ta thừa thấy rằng là khi mà đế quốc Mỹ cắt viện trợ cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, đúng không? Thì họ bắt đầu dở cái chiêu bài là coi như hòa hoãn với mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là mình lấy dẫn chứng rất rõ ràng như vậy. Cái này nó nằm trong kiểu những binh thư yếu lược. Đó. Vậy thì mình phân tích tiếp tại sao cái chế độ Việt Nam Cộng hòa này. À, chế độ coi như là đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa bị mà cả gia đình Ngô Đình Diệm bị giết là không phải là vì cái tinh thần dân tộc, không phải là như vậy. Nếu như còn một con người, một cái chế độ mà đã có tinh thần dân tộc thì người ta không lê máy chém, không giết người và người ta không có tiêu diệt các đảng phái khác, đúng không? Chú Minh Đỗ, chú vẫn đang hiểu nhầm cháu nên là chú nói chuyện đảng phái khác, các giáo phái khác là các tôn giáo được hiện hành trên đất nước Việt Nam
Đây là một cái sai lầm lớn nhất của chế độ Ngô Đình. Đính đi, chú đính chính cho Lưu Chi Ly cái việc đó và chú bảo vệ. Đấy. Chú rất ủng hộ Lưu Ly, nhưng mà chú cũng phải đính chính. Đính chính để cho mọi người hiểu. Chứ nếu như chúng ta nói sai thì cái đó lịch sử người ta không chấp nhận. Nói là Ngô Đình Diệm là có tính dân tộc không đúng. Hình như mạng bên đó có vấn đề rồi. Không, thỉnh thoảng nó lủng cục tí thôi. Chú cứ nói đi. À, thì theo quan điểm của mình là cái chế độ Ngô Đình Diệm là chế độ gia đình, mà nó đi ngược với cái chính sách là dùng người Việt trị người Việt của Mỹ. Chính vì vậy khi mà một cái chế độ mà đi tàn sát rồi đi mà một cái chế độ lại được thì phải lấy được lòng dân. Các bạn thấy có đúng không? Một cái chế độ muốn tồn tại thì phải được theo đúng cái quan điểm của Mỹ thì phải lấy được lòng dân. Nhưng chế độ Ngô Đình Diệm không lấy được lòng dân, gây đau thương tăng tóc cho nhân dân và thậm chí là gây của cái thời đệ nhất cộng hòa. Chính vì vậy là đế quốc Mỹ thấy rằng là một cái người mà mình dựng lên mà không sử dụng được nữa, không đạt được cái mục đích của Mỹ thì họ bắt buộc họ phải tiêu diệt thôi. Đấy là quan điểm. Nếu mà diễn giải ra thì nó quá dài dòng, nhưng mà nói tóm gọn lại là Mỹ thấy rằng cái đệ nhất cộng hòa nó không có tác dụng để theo cái chính sách người dùng người Việt trị người Việt của Mỹ. Thế bây giờ cháu hỏi chú nào, thế bây giờ chúng ta cũng phải có đôi mắt nhìn nó công bằng một chút. Bây giờ nó không theo chính sách của Mỹ thì nó chả mang cái tinh thần dân tộc thì nó gì? À không, cái đó không phải là mang tinh thần giải thích cho chú Bình Dũng, chú lắng nghe cho một chút này. Là chú thứ nhất chú chụp cháu bảo là đọc cái tài liệu của Việt Tân, Việt Teo đấy mà chú. À, không, đừng nói là chú chụp. Ở đây chú bởi nói với mọi người, ở đây rất nhiều người, 102, 102 người đang theo dõi. Chú nói làm gì mà chú cứ nhau thế nhỉ? Cháu nói xong thì chú nói, cháu để cho chú nói chứ làm gì mà. Lưu Ni nói đi. Trong cái thời điểm này đấy mà bản thân của cháu ấy mà bị quy chụp rất nhiều, nên cháu không muốn gọi là đấu tranh, đấu tố nhiều cái vấn đề đó. Bởi vì là mình nói về vấn đề lịch sử nó tương đối nhạy cảm, mà không có những người lại hiểu nhầm là chúng ta lại lật sử rồi chúng ta thế nọ xét lại lịch sử nó cũng rất là tai tiếng, nên là đúng rồi đấy, Lưu Lê đúng về câu đó. Thế nhưng mà cháu chỉ đúng nói với chú một điều này này, ông Ngô Đình Diệm đấy, nếu mà theo cái mắt nhìn của cháu đấy thì ông ta là một kẻ gì, ông ta cũng mang cái tính chất biết là ngoại bang giày xéo quê hương là sẽ có chiến tranh, thế nhưng ông ta lại tham quyền cố vị bỏ vì cái lợi ích bản thân mà quên đi lợi ích của quốc gia. Đấy, chính vì điều đó mà ông ta không cho quân đội Mỹ vào trong Việt Nam. Đó, đấy là cái câu này, cái câu này của Lưu Ly thì chú thấy nói đúng. À, cái câu này của Lưu Ly thì chú lại thấy nói đúng. Không thì đến lúc cháu không giải thích ra thì nó lại đến lúc lại có những người quy chụp cháu là đang đúng rồi. Ở đây chú cũng chỉ nhằm một mục đích là đính chính cho Lưu Ly thôi, chứ không phải là chú quy chụp hoặc cái gì. Bởi vì dù sao chú nói thẳng với Lưu Ly là chú rất ủng hộ Lưu Ly, nhưng mà có những cái chi tiết mà không đúng chúng ta phải chỉnh lý. Kể cả thì đấy, cháu nói rất là đúng rồi, nói rất rõ, nhưng nãy giờ khi mà chú lên đây nói đấy là cái quan điểm của chúng ta đều là trùng khớp cả, chứ không có cái vấn đề gì là bị lệch nhau đâu. Còn đúng rồi, cháu chỉ khác mỗi cái vấn đề là chú hiểu nhầm cái từ gọi là tinh thần dân tộc. Ví dụ ông ta cũng không muốn ngoại bang vào đất nước mình, đấy là cái điểm mà chúng ta phải công nhận. Thế nhưng ông ta vì cái lợi ích của bản thân, vì lợi ích của gia đình mà quên đi lợi ích của quốc gia.
đấy là sự nhỏ nhen đấy, của một người đấy ạ. Cái này thì chú phản biện với Lưu Ly này, không phải là ông ta, thực ra mà nói thì cái chiến lược của Mỹ thì không phải là, tại sao các bạn tại sao Lưu Ly và các bạn biết là một người lính của quân đội Mỹ người ta rất là quý, rất là quý giá, người ta không đơn giản, người ta coi như là người ta chỉ dùng vũ khí, dùng các khí tài chiến tranh thôi, chứ người ta cung cấp và viện trợ cho những cái thế lực coi như mà họ dựng lên để trị nhau thôi, chứ người ta không bao giờ, rất ít khi người ta muốn mang quân đội đến để mà giống như kiểu gọi là xâm lược. Cái đó đấy người ta gọi là chính sách thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ trong cái thời điểm lịch sử. Đấy, cháu cũng vừa nói mà. Đấy là cái chính sách của Mỹ là không bao hạn chế ở mức thấp nhất, tối đa nhất cái việc đưa quân đội đến xâm lược các nước khác. Đấy là gọi là một cái chính sách kiểu mới. Nó khác hẳn với chính sách của thực dân Pháp, đúng không? Như chú đã phân tích lúc đầu rồi, để mọi người phải hiểu cái vấn đề này. Chính vì vậy, nói là Ngô Đình Diệm không muốn Mỹ mang quân đội vào Việt Nam là sai. Ở chỗ là không ít, rất hạn chế Mỹ muốn mang quân đội vào bất kỳ một nước nào, mà người ta chỉ dựng lên một cái chính quyền. Cái chính quyền đó là cái chính quyền tự trị, nhưng họ được ăn bổng lộc, chỉ trừ những khi mà họ không thể làm được những cái việc đó thì họ mới phải mang quân đội vào thôi. Đấy là người ta gọi là cái chính sách kiểu mới. Dùng người Việt trị người Việt. Đó, chúng ta phải xác định với nhau này là như vậy. Cho nên là khi mà Việt Nam Cộng Hòa nói rằng là không muốn cho quân đội Mỹ vào miền Nam Việt Nam, đấy là câu trước của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, họ đã câu trước rồi. Mỗi một quân nhân Mỹ mà chết ở miền Nam Việt Nam, họ phải trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, chú biết cái vấn đề này là nó người ta phải tìm cách rồi. Lấy bằng được xác đó, người cái ta phải lấy dù có tốn kém bao nhiêu rồi. Như vậy là chú đã giải thích cho Lưu Ly hiểu rằng là cái chính sách thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ nó khác hoàn toàn với chính sách thực dân kiểu cũ của đế quốc Pháp. Và những cái việc mà như Việt Nam Cộng Hòa nói là những cái của Việt Nam Cộng Hòa nói rằng là bởi vừa mặt cho để chú xuống đi cho cháu giải thích lại đi. Mọi người hiểu nhầm chết cháu đấy. Đùa chứ chú Vinh Đỗ, chú nói chuyện mà chú không hiểu hết ý của cháu, xong rồi chú lại nên chú bắt bẻ cháu luôn. Đùa chứ nếu mà như thế này đấy là rất dễ cháu bị hiểu nhầm đó chú Vinh Đỗ ạ. Cháu mà có bị hiểu nhầm gì nữa cháu đổ tội lên chú đó. Thôi được rồi, để mình sau khi mình sẽ trình bày xong mời các bạn lên. Các bạn cứ yên tâm, mình sẽ mời lên. Thì nói như này, là chú Vinh Đỗ nói là cái chính sách của Mỹ nó chỉ dựng nên một cái chính quyền của người bản xứ, sau đó là nó gì đó thì ABC các bạn cũng nghe rồi đấy. Thì thực tế mà nói đấy là thằng Mỹ bao giờ cũng thế, khi mà nó dựng lên một cái chính quyền ở trong đó của người bản xứ, nhưng nó sẽ đưa quân vào trong đó chiếm đóng, đấy là chắc chắn. Đấy là một cái mà trên thế giới này nước nào cũng vậy, dù là Hàn Quốc, Nhật Bản hay Việt Nam thì nó đều là như thế cả. Nên là chú nói như thế là nó chưa hoàn toàn chuẩn xác. Vâng, chào anh. Chào em, anh theo dõi em rất nhiều. Hôm nay thấy em lên anh cũng lên thấy em một tí. Nhưng mà thấy cái link cố gắng kiếm tiền này là hình như chưa bao giờ thấy vào, hay là link mới? À đúng rồi, anh chỉ theo dõi thôi. Cho nên con Sô Di Đào à, nó bảo anh là cứ cố gắng kiếm tiền đi. Anh bảo là mày tưởng tao nghèo hơn mày à? Em bảo không? Vâng.
Anh thì anh em mình thấy hài lòng với cái xã hội này quá, với cuộc sống anh em mình quá, đúng không? Vâng vâng. Anh thấy hài lòng. Còn cái bọn hải ngoại ba cái đứa hay ăn lười làm, mẹ chỉ thích ăn phô mai, đéo muốn này làm, không muốn làm thì mấy đâu ra có. Xã hội nào cũng vậy, đảng ta chỉ đảm bảo chủ quyền, độc lập, tự do cho anh em mình thôi, đúng không? Còn cái việc mà anh em mình có miếng ăn áo mặc hay không là do năng lực của anh em mình, chứ không thể đổ tội cho đảng được, đúng không em nhỉ? Vâng vâng, cái vấn đề đó chắc chắn. Cho nên là ba cái bọn ba que anh nói thật em này, anh rất ghét. Nhưng mà hôm nay thì hôm anh nói đang bàn về tội ác của cha ông đó, nên anh đi vào chủ đề. Cái tội ác thì anh nói em à, viện cộng sản mình không phải là ác, nếu gọi là ác ấy nhé. Không, đang nói là tội cộng ác sản. Anh hiểu nghe nhầm rồi, có nghĩa là tội ác của cha ông cái bọn ba que đó. À đúng rồi, nó ác bởi vì lịch sử vẫn còn. Nếu bằng chứng bây giờ cái ra Côn Đảo, gông xiềng xích xiết của nó vẫn còn để tra tấn dân tộc ta là vẫn còn, đúng không nhá? Vâng vâng. Tội ác của em không nhận không? Việt Nam mình không có hỏa lò là thằng Pháp xây, cộng sản không xây, đúng không? Em có nhận thấy không? Vâng vâng. Côn Đảo cũng Pháp và Mỹ xây để tra tấn dân tộc Việt Nam, đúng không? Nhưng mà anh à, nhưng mà anh đang đi rất là lệch chủ đề của ngày hôm nay rồi, livestream nó phải có một cái chủ đề. Ừ, thế thì cho anh tham gia một tí, anh hỏi chú hôm nay chủ đề về gì đấy, anh với chú nói chuyện tí. Thì em đang nói về cái vấn đề của cái chế độ đệ nhất cộng hòa và đệ nhị cộng hòa và cái tội ác của chúng đó. Thì trong cái đệ nhất cộng hòa và đệ nhị cộng hòa đấy thì chúng ta có một cái nhân vật là Ngô Đình Diệm. Thì em cũng có cái phân tích một chút, thì cũng có những chú nên nói là em đang bênh Ngô Đình Diệm, thì em nói thật là khi mà anh chưa nghe rõ được ấy, thì thực ra thì cũng rất là khó nói chuyện. Anh là nói thật với chú là thôi để chủ đề gì thì anh cũng thì, nhưng mà anh thì quan điểm của anh là anh thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của anh em mình ở Việt Nam. Anh thấy hài lòng nhé. Thế còn chế độ nào cũng vậy thôi, cháy trời phật lòng dân thì phải sụp đổ là lẽ đương nhiên. Vâng nhé, đó là điều không thể chối cãi được. Thế còn cái bọn bên kia nó cứ xuyên tạc thì mặc chúng nó thôi, đúng không? Thôi anh không thuộc chủ đề, cho em xin phép kéo anh xuống để đến một lúc sau, thì ví dụ anh vào chủ đề rồi thì anh sẽ lên nhé. Có ai muốn lên thì cứ bấm ok nhé, chứ còn chứ gọi cái mời này tự nhiên nó bị mất cái chức năng chỗ đó, nên là em không thể mời được. À. Vâng vâng, chào chú. Chào Lô Lê, New Year và mọi người, tôi lại lên thứ hai thì nói chung là cái anh bạn vừa rồi chắc là anh ấy không chú ý vấn đề chủ đề từ đầu. Nói chủ đề hôm nay nói về Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, cứ nói rõ cái đệ nhất đệ nhị con mẹ gì với cái thằng Ngụy. Cứ nói thẳng là chế độ Ngô Đình Diệm và chế độ Nguyễn Văn Thiệu. Nói bổ sung về vấn đề của nhà chú thì chú không phản bác cháu với cả anh Như Ni, à anh Minh Đỗ, nhưng mà chú có bổ sung một cái vấn đề như thế này này. Trong cái chế độ của Ngô Đình Diệm ấy, nói bây giờ nói là này, hỏi là ông ta có tinh thần dân tộc không thì nói không cũng đúng, mà nói có thì cũng có thể đúng. Tại vì là có những lúc ông ta công nhận là có, không muốn quân đội Mỹ vào, ông ta muốn dùng quân đội Việt Nam, người Việt để đánh với lại cộng sản, chứ ông ta không, vì ông ta dựa vào thứ nhất là một số những người Bắc di cư trong miền Nam, nó là cái gọi là dân đạo, và những tướng lĩnh đó là toàn là người Bắc vào, Dương Văn Minh cũng là người Bắc vào, toàn người Bắc vào làm tướng lĩnh cho Ngô Đình Diệm đấy, ở trong đó chủ yếu dựa vào người Bắc để đàn áp đồng bào miền Nam. Để nói rõ là thế, sau khi đánh tan, sau khi gọi là đánh trận cái cầu chữ Y, gọi là
do cái tướng gì mà bị ám sát ấy. Đấy là của dập quân đội biển viễn xong và ba cụt xong thì ông ta bắt đầu quay trở về, ông ta đàn áp xong rồi chào khởi nghĩa. Đấy, nói đúng là như thế. Ông ta bắt đầu quay lại là đàn áp phong trào khởi nghĩa của người dân. Lúc đầu khi mà đánh Bảy Viễn đấy nha, lúc mà còn cả quân đội Bảy Viễn và quân đội của cái đạo giáo Hòa Hảo Hòa Hiếc gì đấy chúng không nhớ, trong lúc đó nó có hai thành phần của hai quân đội đó, thì Ngô Đình Diệm rất muốn diệt từng quân đội một, bây giờ mới hòa hoãn với những người gọi là quân mình cứ gọi là quân Việt Minh đi, à, quân Việt Minh để dẹp cái phong trào kia. Đấy, sau khi dẹp phong trào kia thì quay trở lại tiêu diệt, vì cái lúc đó là người Việt Minh vẫn tin rằng cái hiệp định Geneva đó là đến 1957 hay gì đó là sẽ đưa vào bình bầu đấy là sẽ đưa vào thống nhất bình bầu thống nhất đất nước đấy. Nhưng mà ngược lại này, vì chính Ngô Đình Diệm rất tự tin ở cái chỗ là quân đội của Ngô Đình Diệm có đủ khả năng, đủ sức mạnh, chỉ cần Mỹ mang nhiều súng đạn vào đấy, để gọi là tiếp tế cho, thì quân đội của Ngô Đình Diệm sẽ chiến thắng tất. Đấy là Ngô Đình Diệm là có một cái tự tin. Và chính sách Ngô Đình Trị, gia đình chị của Ngô Đình Diệm không tin bất kể ai. Đấy, nó hai cái đó. Cái gia đình chị là đã để cho chính bản thân quân đội Ngụy, lúc bây giờ gọi là quân đội Ngụy, giờ hàng ngũ tướng tá người ta không tin nữa. Đấy là như thế, đấy là một cái vấn đề. Trên cái vấn đề Ngô Đình Diệm thất bại thì nó có vấn đề như này. Ngô Đình Diệm đúng là công nhận là cái thời gian đó là Mỹ thấy rằng, cảm thấy Ngô Đình Diệm quân đội còn yếu, nếu không đưa quân sang thì sẽ bị Cộng sản tiêu diệt. Vì vậy Mỹ mới đề nghị Ngô Đình Diệm là muốn mang một số quân sang, ít nhất là phải cho. Thế Ngô Đình Diệm nói là chỉ cho cố vấn và trang bị vũ khí, khí tài, súng đạn thật nhiều, là Ngô Đình Diệm tin tưởng là sẽ đánh bại được Cộng sản. Đấy, hai cái đó bắt đầu quan điểm. Nhưng Mỹ, người ta giỏi, người ta nhìn thấy, người ta bảo nếu lực lượng của Ngô Đình Diệm như thế này và cái sức chiến đấu như này và cái tinh thần như này thì chỉ một trận thôi Ngô Đình Diệm sẽ bị tiêu diệt. Đấy, vì vậy Mỹ bị đứng đằng sau cái bọn tướng tá đấy, quân Ngụy đấy, là để tiêu diệt Ngô Đình Diệm đi. Đấy, đấy là như thế. Đấy nha, vì diệt Ngô Đình Diệm đi thì mới coi như là mới đưa được quân Mỹ sang. Sau khi diệt Ngô Đình Diệm đi rồi thì bây giờ là quân đội của Việt Nam Cộng Hòa là nắm quyền. Đấy, và sau một thời gian thì là đưa quân Mỹ sang, bắt đầu đưa sang dần. Đến năm 1966-67 là đã đưa 500,000 quân Mỹ sang rồi, sang Việt Nam. Đấy là như thế. Nếu như không giết Ngô Đình Diệm thì dứt khoát Mỹ không đưa được quân sang với lý do Diệm không nhất trí. Đấy, đúng là như có một vấn đề là Diệm không nhất trí đưa quân sang. Cái đó là chúng phải công nhận, xác nhận. Nini nói cái này là đúng. Đấy. Thế còn cái vấn đề mà thống nhất được đất nước hay không ấy, thì Ngô Đình Diệm tự tin ở của Ngô Đình Diệm là cái chỗ này là không dứt khoát là không thống nhất mà phải đánh. Ngô Đình Diệm nói là phải đánh mà hô Bắc Tiến. Diệm đã hô Bắc Tiến, nói rõ cho mọi người hiểu như thế nhá. Hô Bắc Tiến là chẳng nhẽ là Bắc Tiến là cái gì, là tiến quân ra ngoài Bắc để giải phóng đánh Cộng sản. Đấy, nhưng Mỹ thì phải nhìn thấy rằng là Mỹ, người ta quân đội Mỹ, những tướng tá Mỹ, người ta nhìn thấy là nếu Ngô Đình Diệm tiến quân bây giờ thì Ngô Đình Diệm chỉ có chết, một trận Ngô Đình Diệm sẽ bị tan. Thực ra cái bất tài Ngô Đình Diệm nó nằm ở chỗ này này, là nó hô Bắc Tiến, mồm thì hô Bắc Tiến, tức là gì, là chủ động đánh, thế nhưng nó đặt đúng cái miền Nam Việt Nam trong tình trạng chiến tranh. Đúng, ấy nó lại như thế. Đấy, nó có giả là như thế. Tức là nó ý nó nói là chiến trường là trong miền Nam, thế nhưng mà nó lại hô mồm, nó hô Bắc Tiến. Đúng rồi, nói như anh Vũ đã, anh Vinh Vũ nói là đúng rồi. Cái chuyện mà cái âm mưu của nó là lúc hô tinh thần dân tộc để tiêu diệt, cái vấn đề đó là mồm Diệm nó hô như thế, nhưng thực tế nó đã đánh quân đội kia xong, sau nó quay trở lại đánh ngay Cộng sản. Đấy, nó quay để trở lại đánh ngay quân Việt Minh. Đấy là cái nật nặng mà người Việt Nam lúc đó người ta nhìn thấy là Ngô Đình Diệm rất nật nặng, kể cả trong quân đội lúc bây giờ dưới triều đại của Ngô Đình Diệm thì họ cũng đã nhìn thấy rằng Ngô Đình Diệm rất nật nặng, nếu như không nghe lời ông ta thì rất là sợ ông ta. Đấy, nói như thế, ông ta sẵn sàng có thể tiêu diệt ngay, điển hình như cái thằng thiếu tướng gì đấy mà trực tiếp chỉ huy đánh cậu chữ Y lúc bây giờ là đánh quân Bảy Viễn ấy, là về là
đi đang đi duyệt binh bị xử xử bắn chết ngay, bị thủ tiêu ngay. Đấy, nó như thế. Cho quân đội người ta nhìn thấy cái vấn đề đó, cho người ta, chính người ta cũng muốn là đổ Ngô Đình Diệm rồi. Đấy, vì cái tính ích kỷ, cái tính độc tài gia đình trị của Ngô Đình Diệm. Đấy là như thế. Nhưng mà nói đúng ra bảo bây giờ là bảo Ngô Đình Diệm mà họ theo một cái lý tưởng, nói cái lý tưởng của nó là khác. Đấy đúng thế. Nhưng Bác Hồ cũng có nói một câu, khi Ngô Đình Diệm chết thì Bác Hồ cũng nói là Ngô Đình Diệm cũng là người yêu nước, nhưng mà cái cách yêu nước của ông ta, đấy, cái cách yêu nước của ông ta, đấy, Bác Hồ cũng có nói câu đó. Cái cách của yêu nước của Ngô Đình Diệm là phải phải coi như là tiêu diệt cộng sản, mà mang chỉ có gia đình trị sau này Ngô Đình Diệm có thể làm vua. Đấy là như thế. Đấy, không khác gì Thay Bảo Đại. Đấy, đấy là cái ý của Ngô Đình Diệm thế, gia đình trị hoàn toàn. Đấy, độc tài Ngô Đình Diệm là người ta nói là gia đình trị là như thế. Cho nên vì vậy Ngô Đình Diệm thất bại. Thất bại không phải là do quân đội Việt Nam Cộng Hòa đâu, mà phải có Mỹ, CIA đứng đằng sau lưng chỉ đạo thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa mới có khả năng để mà giết Ngô Đình Diệm. Đấy, nói đúng đấy. Toàn bộ những tướng ta lúc bấy giờ của Ngô Đình Diệm nhá, chủ yếu là người Bắc. Ngoài Bắc mà quân đội ngày xưa theo Pháp và quay trở lại theo Ngô Đình Diệm rất là nhiều. Đấy, mà dựa vào người, những người đó toàn là những người thuộc dạng gọi là đi theo đạo Thiên Chúa của Ngô Đình Diệm bây giờ. Ngày Hồ Lai bây giờ nó là người, là phải ngày xưa người ta gọi là dân ông Diệm, nó như thế đấy. Dân ông Diệm mà ngày xưa cái dân ông Diệm nó rất được cưng, thời Ngô Đình Diệm là dân ngoài Bắc vào đấy mà thuộc dạng đạo thì được cự Diệm cưng chiều lắm. Mà Diệm rất tin vào những người đó. Đấy, rất tin tưởng vào những người mà Ngô chạy theo Ngô Đình Diệm ngoài Bắc vào. Còn chính dân miền Nam chính gốc, Ngô Đình Diệm không tin bất kể ai. Nói cho biết là như thế nhá. Ngô Đình Diệm không tin bất kể ai là người gốc miền Nam, mà chỉ tin vào cái dạng coi như là người Bắc di cư thôi. Dùng cũng thế, Dùng cũng dùng toàn bộ những người tướng lĩnh di cư của Bắc vào. Đấy, nói đúng là như thế. Cho nên là quân đội họ mới bàn bạc một cách là họ đảo chính Ngô Đình Diệm. Đấy, mà Ngô Đình Diệm đi đến cái chết nó là như thế. Đấy, đấy chú chỉ có bổ sung một tí thế thôi. Đấy, cháu là vâng, rất là cảm ơn, chú Trần Siêu. Nếu mà chú mà không lên đấy là cháu đấy nó có giải thích thế nào đi chăng nữa, cỡ nào đi chăng nữa là tuyên truyền cho em đấy mà. Chú nói đúng, cái gì đúng là chú nói đúng, cái gì sai chú nói sai. Phải có một cái không, không nên là okay. Rồi theo lời nói của chú, chú Vinh Đỗ thì cháu chết. Cháu cứ nói đi chú nghe nhá, chú cứ nói. Cháu cứ nói đi chú nghe thôi. Chào mọi người, chào tất cả, chào cháu. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Bây giờ cháu mời chú anh đi Thế Hoàng Linh lên nhá. Có nhiều khi làm một diễn giải đấy, nó trong cái vấn đề lịch sử này đó, nó rất là nguy hiểm các bạn. Nếu như mình nói ra dùng nói cỡ nào chăng nữa, người ta không tin, dẫn đến nên là rất dễ bị quy chụp. Rất mong các bạn phải thực sự thông cảm. Vâng, chào anh khỏe không ạ? Anh khỏe, chưa ăn cơm. Tao đang làm thấy mày nói chuyện về cái vấn đề này, nhưng mà nhiều người vẫn còn đang trả lời nó vẫn còn chung chung. Bây giờ mình phải đi vào cái trọng tâm của nó. Nếu muốn phân tích về nhân vật Ngô Đình Diệm ấy, thì phải phân tích một là tại sao Mỹ lại không tin dùng Ngô Đình Diệm. Vì sao? Vì tính dân tộc, phải phân tích tính dân tộc của Ngô Đình Diệm. Thứ hai là phải phân tích cái tại sao Ngô Đình Diệm lại là độc tài. Thì sẽ ra được mọi vấn đề, bởi vì Ngô Đình Diệm là tính phát xít của Ngô Đình Diệm rất là cao. Thế thì từ đó thì vâng, chính hắn nó nói một câu đấy là khi mà chặt đầu những người yêu nước ấy là thà chém nhầm còn hơn bỏ sót. Nên cái sự phát xít của thế, nó thế mình mới nói là phải bám vào hai cái sườn của để phân tích về nhân vật Ngô Đình Diệm. Đó là cái tính phát xít của Ngô Đình Diệm là một. Thứ hai nữa là tại sao Ngô Đình Diệm lại không được Mỹ tin dùng. Đó là gì? Đó là Ngô Đình Diệm có tinh thần dân tộc rất là cao. Hắn không tin Mỹ và hắn cũng không thích Mỹ vào. Đó là bản chất của Ngô Đình Diệm. Nó mang cái tính đấy. Chất là gì? Chứ không nó phải cũng, là cũng muốn làm vua đó. Nói chung là cái thằng này là muốn làm đấy. Vua. Không. Bởi vì bản chất là hắn thích là gì? Cái bản chất của hắn sau khi năm 1959
hắn đi qua Mỹ, được Mỹ là chọn lựa để về để thay thế Pháp, và như thế là vua Bảo Đại. Thế thì hắn bắt đầu mới này, khi mà hắn về thì hắn ấy lại lôi kéo được rất nhiều các cái bà con mà công giáo, mà cái cuộc di cư năm 1954 để chuẩn bị cho cái việc tổng tuyển cử năm 1956 đấy. Đấy, tức là nếu như năm 1956 mà tổng tuyển cử thì chắc chắn rằng là ông Thiệu không thể trúng được, bởi vì là cái cán cân bầu giữa miền Nam và miền Bắc là nó sẽ lệch rất nhiều. Thế muốn làm được việc đấy thì Thiệu phải tạo ông Diệm phải tạo được một cái cớ để lôi kéo những bà con công giáo ở ngoài Bắc di cư vào miền Nam để cân bằng cái số lượng phiếu bầu. Thế nhưng quá trình đó thì nó lại khác đi. Nó khác đi rất nhiều mà buộc là Ngô Đình Diệm lại phải có sự như thế này nhúng tay của Mỹ vào. Thế bây giờ ta phải đi sâu vào phân tích cái đó. Có lẽ là ở đây rất có một số người lên ấy. Newly cứ cho người ta lên đi. Tí nữa tớ sẽ phân tích kỹ tại sao Ngô Đình Diệm lại có tinh thần yêu nước. Tại sao Ngô Đình Diệm lại bị lại có một cái ý đồ độc tài và muốn làm vua đấy. Chứ không phải là không. Thế thì cả một cái quá trình lịch sử đến khi Ngô Đình Diệm chết thì chúng ta phải phân tích được hai khía cạnh đó thì sẽ nổi bật được Ngô Đình Diệm nó như thế nào. Đấy. Bây giờ tớ đi ăn cơm ăn. Vâng, cảm ơn anh nhé. Thôi chúng ta cũng tạm dừng cái vấn đề của Ngô Đình Diệm ở đây. Đấy, thì mình sẽ mở diễn mình bây giờ, từ bây giờ trở đi dù là trái chiều hay cùng chiều, các bạn cứ lên đi tranh luận cái vấn đề Ngô Đình Diệm. Đối với mình ấy thì Ngô Đình Diệm là tội đồ của dân tộc, nguyên tắc nó là tội đồ của dân tộc. Dù ông ta có mang cái lòng yêu nước nhưng vì cái gọi là lợi ích của cá nhân, lợi ích của gia đình, ông ta dẫm đạp lên cái lợi ích của dân tộc, ông ta là tội đồ của dân tộc, đấy là điều chắc chắn. Vâng, xin chào em Lưu Ly. Vâng ạ. Mấy hôm nay có vẻ da rẻ không đánh phấn hay sao mà có vẻ hơi bị trứng cá nhiều nhỉ? Anh vừa rồi nghe cô được câu trăng, nhưng mà nói về ông Ngô Đình Diệm thì anh phải nói này. Tức là nếu em mà chưa lắm được, tức là rõ về ông Ngô Đình Diệm, anh sẽ gửi cho em đường link sau. Nhưng bây giờ anh nói qua này, tức là đời ông Ngô Đình Khả. Rồi đến đời ông Ngô Đình Diệm thì ông Ngô Đình Khả, thì ông Ngô Đình Khả là tức là ông ấy cũng là một trong những người mà gọi là theo đạo Công giáo, đạo của Kitô đấy em ạ. Thì rất ác, ác từ đời ông Ngô Đình Khả cơ. Ông ấy mà cùng với một vài vị quan nữa, sau khi tức là được Pháp, tức là Pháp người ta gọi là có chiêu hồi ông ấy để làm việc, thì ông ấy đi tìm cụ Phan Đình Phùng. Cụ Phan Đình Phùng là một người yêu nước thì chắc em biết rồi đúng không? Nói cụ có Phan Đình Phùng. Các ông ấy, tức là ông ấy tìm về quê cụ Phan Đình Phùng để bắt lập cho Pháp. Thế nhưng vô tình, tức là về quê cụ Phan Đình Phùng hoặc là bắt hoặc là giết. Thì vô tình là cụ chết rồi. Cụ chết rồi thì các ông ấy, mà chính ông Ngô Đình Khải cho, tức là đào mộ cụ Phan Đình Phùng lên. Lấy cái xác đó, ngày xưa thì chưa có đốt mà, chưa có thiêu em ạ. Mang ra thiêu xong trộn vào thuốc súng bắn. Đấy là cái nhất, đấy là cụ, đấy là ông Ngô Đình Khả. Đến đời ông Ngô Đình Diệm thì cái thời mà ông còn làm một chức quan nho nhỏ, tức là gọi là quan tri huyện, thì tri huyện đấy thì ông ấy cùng với lại một ông quan tri huyện nữa là tên người chống đối, tức là không phải là chống đối, tức là bất đồng chính kiến với lại người Pháp, thì bắt về có biết cho về ghế đầu đấy, khoét cái lỗ, xong đốt cái đèn tra tấn như thế. Thế lại nói về Công giáo thì cái đạo ấy thì có một cái ông gọi là cha đạo gì đấy, thì ông ấy kéo theo một bầy con chiên đi bắt, thì gọi là ông ấy mổ bụng, mổ
moi gan lấy mật, tức là mật thì pha vào rượu uống và gan thì nướng lên là uống rượu cười khà khà với nhau. Đấy là cái tội ác của ông Ngô Đình Diệm đầu tiên. Mới lại ông Ngô Đình Khả với cái thời đấy, thế lại phải nói là ông Ngô Đình Diệm tại sao ông này tôn thờ cái Kitô giáo đến mức độ thế? Bởi vì là chính gia đình ông đầu tiên là ông Ngô Đình Thục làm cha đạo đấy, thì là cái người mà bên Vatican kia là người ta ghét lắm. Thế nhưng mà sau khi ông vua ở đại quay về làm vua lần thứ hai nhá, thì là rất ghét cái ông Ngô Đình Diệm này. Thì là gia đình nhà ông Ngô Đình Diệm này mới tập trung tiền đút lót cho cái giáo hội La Mã, tức là cái tòa thánh Vatican đất, đút lót là 18 tỷ đô la để coi như là tiến cử ông Ngô Đình Diệm sang với bọn Mỹ. Đấy, bây giờ ảnh vẫn có mà, anh có sẵn sàng tất cả các đường link, tất cả đường đi nước quốc của ông ấy. Thì là 18 tỷ đô la để tiến cử ông quay về. Thì ông bảo đại ấy, thì ông là người ăn chơi trác táng thì ai cũng biết rồi. Thì sau khi mà cái ngày mà tiến cử ấy, thì người Mỹ người ta mới kiểm tra qua cái trình độ của ông ấy xem như nào. Lúc đó là ông đang lưu vong ở nước ngoài vì là ông vua ở đại ông rất ghét ông Ngô Đình Diệm. Thế kiểm tra trình độ thì là mới hỏi, tức là mới hỏi ông về cái cách thức, tức là kiểu như là lãnh đạo cái Việt Nam nó như nào. Thì ông bảo tôi tin vào cái sự sáng suốt của tòa thánh Vatican và người Mỹ. Thế thì mấy ông Mỹ ông nhìn nhau lắc đầu, thì ông vẫn nói sử sách có nhé, người nước ngoài người ta ghi đấy. Đó, ông bảo là thôi thì vì quá lẻ cái ông Hồng Y giáo chủ cái tiến cử mà, thì đó ông bảo thôi thì thằng chột còn hơn thằng mù, đại loại thế. Đấy, thế sau khi đưa về Việt Nam thì lúc bây giờ ông ấy chưa là gì, thì ông bảo đại lại nói ông bảo đại thì ông ấy là người mà ăn chơi trác táng, nghe rồi chưa? Thì nhân tiện cái lúc Bảo Đại ông ấy đi du lịch ở nước ngoài ấy, thì là ông ấy làm cuộc trưng cầu dân ý, tức là một cái cuộc trưng cầu dân ý mà cho đến bây giờ vẫn còn cảm thấy nhớ nhất. Bởi vì là hoàn toàn phiếu với lại tất cả các người của ông ấy là bầu cho ông hết, còn ông Bảo Đại thì đâu được có mấy phần trăm phiếu, 100% thì được có mấy phần trăm, còn ông kia được hết. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai, vì mang ơn ông Hồng Y giáo chủ, ông Hồng Y gì ở bên tòa thánh Bay Căng, thì ông hứa rằng là tôi hứa, tức là 10 năm sau tôi sẽ Kitô giáo, tức là toàn bộ người miền Nam. Thế em thấy trong Nam nhá, hoàn toàn là toàn nhà thờ rất nhiều, nhà thờ đẹp rất nhiều. Thì là trong 10 năm đó thì là ông Diệm ông ấy giết chết 300.000 người. Nếu như ai mà không theo đạo là gần như là bị chết. Cho nên ở trong miền Nam tại sao là cái lính ngụy tất cả các thứ, là nếu ông nào mà không đi theo đạo Công giáo thì gần như là ông không lên được. Ông đi theo đạo Phật thì đừng có nói ông lên cái gì cả. Đấy, chắc chắn mà. Ông ấy, tức là ông ấy vì hàm ơn đâm mà thành ra ông ấy mới hứa rằng là 10 năm tôi sẽ, tức là đồng hóa toàn bộ tất cả, sẽ là đi theo đạo Kitô giáo đấy. Là ông Diệm. Thế còn trong quá trình đó đấy, là ông ấy đấy là mấy ông mới là giết những người mà người dân không theo cái đạo của ông thôi, chứ còn lại chưa nói luật 15-9. Ông ấy dồn đủ các thứ, ông ấy ra một cái đảng gọi đảng Cần Nao phải không nhỉ? Vâng, cái đảng Long Na, đảo Cần Nao đó. Đấy, thực ra là ông ấy ở cái thể gần như là Hitler, giết nhầm của nó bỏ sót, không cần biết là cộng sản hay không, tức là khi mà bắt được cái là có thể là hôm nay như ngày mai cho ra xử luôn, và xử luôn cũng chém luôn, không cần phải kháng cáo chứ cả. Không kháng cáo không giảm án. Không cần kháng cáo, tức là giết nhầm nó bỏ sót. Mày là dân tao cũng giết, tức là chỉ cần là nghi thôi là ok là giết. Máy chém bây giờ vẫn còn và tất cả các thứ vẫn còn, sử sách vẫn còn. Anh sẽ gửi cho Lưu Ly một cái đường link ấy, cụ thể luôn, có cả hình ảnh ông ấy, tức là như nào. Cái đấy thì em đã biết qua rồi, nên em muốn trình bày với mọi người cái vấn đề đó. Thì đấy, anh chỉ biết thêm như thế thì anh chỉ gọi là phụ đạo thêm thôi. Chứ còn bây giờ cái chương trình mà đi sang cái hướng khác thì ok, em cứ tự nhiên. Không phải, bởi vì như này, cũng có nhiều khi em đã nói rồi, cái vấn đề mà chia sẻ vấn đề lịch sử này đấy, mà nó rất nguy hiểm. Nhưng mà em lại rất thích nói chuyện về lịch sử, bởi vì là mình thích đọc những cái đấy. Còn tất nhiên là khi mà có những người nói là nếu đi đọc ở đâu đó xong rồi nên nói chuyện, thì tất nhiên tất cả những cái người mà thế hệ sau này thì đều là phải đi đọc, đi tìm hiểu thì mới nói chuyện. Anh có đồng ý với em điều đó không? Chứ có ai chứng kiến, ai nghiên cứu. Nhưng mà ví dụ như là một ngày nào đó mà chẳng may nó bị quy chụp gì đấy thì em nói rõ rồi.
nếu như em có nói sai vấn đề gì mọi người cứ chia sẻ đóng góp, chứ đừng quy chụp. Vì em thì không muốn làm phản động, bởi vì là nó phần làm phản động nó không được có tác dụng gì cả, nó chỉ ảnh hưởng đến gia đình với em thôi, cho nên là cái chuyện đó là không mở có. Thế bây giờ nếu như mà anh... nếu như mà có một anh chị nào mà ba sọc muốn lên bênh vực thì cứ việc lên. Đấy, em cũng rất là đa chiều, chứ không phải là bây giờ nói ra cái tội ác của cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa một mấy thể chế Việt Nam Cộng Hòa hai đấy rồi. Nó nhiều khi chúng ta cứ bảo là nó bảo chúng ta bị nhồi sọ, nhưng mà sự thật lịch sử nó là như thế. Chúng ta phải biết được cái tội ác của chúng, và những cái người dân ở trong nước cũng nên biết về cái tội ác của cái đó, ôn lại lịch sử để mà hiểu hơn về đất nước. Nó là như này, anh thấy tức là nổi lên một cái điều như này em này, tức là khi mình nói là cái ngụy quân ngụy quyền và cái người Mỹ là người ta rất ác, người ta giết bao nhiêu người dân, đó là có thật mà mình có hình ảnh em ạ, mà hình ảnh thực sự là của người nước ngoài người ta đưa ra. Thế còn bảo cộng sản mà giết người thì chả ai đưa ra được cả, bắt đầu là các vị vin vào là ui mậu thân mày giết nọ giết kia trong đủ các thứ em ạ. Đấy là một cái vin vào, bởi vì thật ra mà nói trong cái mậu cái tết cái tết mậu thân đấy, thì cái người ta chôn ấy, trong khi đó người ta chôn cả những người lính cộng sản cùng với lại người dân, nó cứ lẫn lộn đi em phải cho cộng sản với lại, em nói nghe cái anh nói em nghe là cái 568 thì vũ khí làm gì có hiện đại đâu, AK là chính, chủ yếu cái hạm đội 7 cái nó câu vào em phải cho nó bắn vào thì mới là chết dân, chứ còn cái cộng sản giết ra được, mà cộng sản cháo rồi người ta giết dân em có hiểu được là ngay từ bày hiểu một điều là cộng sản sống được nhờ dân, nhờ dân em ạ, dân bao bọc cho thì mới sống được. Một cái câu nói rất chi là nổi tiếng và lịch sử của bác là tức là đã nói ra mà dạy tức là quân và dân nhé em nhé. Tức là bác đã bảo rồi, dễ trăm lần không dân cũng chịu, tức là dễ có một tí thôi mà mày không có dân giúp đỡ cũng chịu. Nhưng khó vạn lần thì dân liệu cũng xong, bất kỳ kiểu gì cũng xong hết. Em chưa? Người cộng sản miền Bắc vào đó thẳng người ta vào trong đấy, người ta gặp những bà má, những cái lọ kia là đều má má con và thấy khó khăn giúp đỡ ngay. Nhưng mà cái người lính ngụy không có đâu à, chỉ có hạch sách và vớ vẩn là giết luôn. Người ta được giết mà lại không đi tù, chứ người cộng sản đâu có thế. Chính vì anh nói nghe được lòng dân, vì mình là chiến tranh nhân dân mà, toàn dân kháng chiến cơ mà, thì chính vì thế mình mới giải phóng được đất nước. Chứ còn như mấy cái ông ba que kia thì ông không bao giờ có việc đó. Tất cả những hình ảnh mà các ông ấy giết người rồi, từ một ông lính Mỹ dí súng vào đầu đứa trẻ con, em bảo đứa trẻ con thì nó làm chính trị gì, nó hoạt động gì, nó tuyên truyền gì, thế mà dí súng vào đầu trẻ con là đều hình ảnh có cả, mà do người Tây người ta đưa lên và mình chỉ là chụp lại và đưa lên thôi em phải chưa. Nhưng mà đã gọi là chống cộng cực đoan thì người ta không biết à, bầu cộng sản ác lắm, ác thì đưa ra bằng chứng, giết ai đã giết những ai thì không có, thì toàn bảo là à vừa rồi này có anh xem mạng bảo là cái 15 anh hùng bị ra xử là cái vụ Phan Cửa Rí đấy. 15 anh hùng của Việt Nam Cộng Hòa tức là bị đưa ra xử, và người ta đang yêu cầu, tức là đang kêu gọi tất cả thế giới là phải bắt phải thả 15 anh hùng đó ra. Em ở một cái anh hùng nó phải ra sinh vào tử nó đủ kia, tự dưng ông chỉ có gọi là ông đi biểu tình, ông còn đốt phá còn chưa bắt đèn đâu ấy, ông bây giờ ông gọi phong anh hùng thì chắc là anh hùng của ba que mà, chỉ có thế thôi. Để em giải thích cho cái thằng Quang Trường này tại sao đấy, nó cứ lấy cái hình ảnh mà gọi là cái người dân nó chạy loạn, nó chạy về phía miền Nam, nó không chạy ra phía miền Bắc. Đó, có nhiều khi đấy, chúng mày cứ vin vào cái cớ đó để nói là người dân đi theo Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng cái đấy là chúng mày rất ngu, chúng mày hiểu không? Thế bây giờ nó đang ở bên, người dân lúc bây giờ đang ở bên phía Việt Nam Cộng Hòa. Thế mà bây giờ có chiến tranh, tức là hai bên đánh nhau. Nếu như người dân mà chạy sang bên phía Cộng sản thì vô tình nó chạy vào đấy thì vẫn là chiến tranh. Thì cái bản năng sinh tồn của người ta phải chạy về phía đằng sau Việt Nam Cộng Hòa. Thì khi đó hai bên đánh nhau nó rất là gần và nhanh. Đấy là tại sao lý do là người dân chạy về đó. Đấy là cái gọi là bản năng sinh tồn. Chứ không phải họ chạy về đó là vì họ theo Việt Nam Cộng Hòa. Đấy, chúng mày đừng xuyên tạc. Xuyên tạc hoặc là chúng mày vô tình chúng mày không hiểu nổi cái nguyên tắc đó. Đúng không? Đây này, Quang Trường nhìn này. Vì hai bên đánh nhau, quá chuẩn luôn. Người dân đang ở đây thì họ phải chạy về đằng này thì nó mới hết chiến tranh. Bây giờ nó chạy sang bên cái bật lửa này thì có phải hai bên vẫn chiến tranh, thì nó chạy mất đoạn đường nữa không? Vẫn chết đúng không? Cho nên ngu đấy, chỉ ngu vừa thôi.
Mà phải nói thẳng và nói là bên Việt Nam Cộng Hòa là do người Mỹ người ta hậu thuẫn cho là thành ra hỏa lực mạnh, tất cả các thứ là tán sang bên 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 bên, bên Cộng sản. Thế còn người dân người ta chạy sang bên kia là chạy để né đạn thôi. Bây giờ né đạn của họ đang gọi là chạy để né đạn của Mỹ với Ngụy thôi. Thì họ phải chạy về phía sau chứ, bây giờ lại chạy về phía trước thì hai bên nó vẫn đánh nhau. Nó chạy được cả đoạn đường rồi vẫn ở trong chiến tranh. Thế họ có chết không? Giải thích cái câu đấy cho chúng mày hiểu đấy. Chúng mày rất là ngu ở chỗ đó, nhưng mà có một số thằng đấy nó lại cứ bảo là Việt Nam người dân chạy về phía đấy là đi theo. Nó hoàn toàn nhầm. Này nhìn nhá. Đây hai bên chiến tranh nó như thế này, người dân đang ở bên này thì người ta buộc phải chạy về đằng này thì nó mới hết chiến tranh. Còn bây giờ chạy sang bên phía này thì nó vẫn chiến tranh. Mặc dù đã chạy được cả đoạn đường, chạy được cả ngày rồi, nó vẫn nằm ở trong chiến tranh. Thì người ta có phải cơ hội người ta chết nhiều hơn không? Sao lại gọi là Việt Nam Cộng Hòa mạnh hơn? Mình ngu thế. Người dân lúc bấy giờ họ không quan trọng là bên nào mạnh, bên nào yếu. Có chiến tranh thì họ chạy tránh nó ra. Mà tránh ở về phía đằng nào mà nhanh nhất thì họ chạy ra. Hiểu không? Phải quan trường. Đấy, cho nên cứ bảo sao cái đầu óc của chúng mày đấy, nó ngu như vậy đó. Thì cuối cùng đấy là cái Việt Nam Cộng Hòa chúng mày mới thua làm chỗ đó. Nếu mà chúng mày thông minh ra, chúng mày nhìn thấy sự thật thì sẽ không bao giờ thua nó bẽ bảng như thế. Vâng, anh giải thích tiếp đi, em trả lời với thằng này tí. Bởi vì chúng nó có cái luận điệu đấy nói đi nói lại mà chưa ai giải thích cho chúng nó nghe cả. Thực ra nói em ạ, thì nó là cái chủ đề muôn thuở cho ba que mãi mãi là như thế. Tức là chủ đề muôn thuở không mà nó khác được, nó chỉ có hiểu được đến như thế thôi em phải chưa. Tức là một cái câu chuyện đầu đuôi nó không kể, nó kể từ giữa kể ra mà. Đấy, cho nên là thành ra là anh em mình đấu tranh là muốn tức là phản biện tất cả những cái gì nó nói không đúng. Cho nên bây giờ nhiều khi mà thời đại thế kỷ 21 rồi nói có hình ảnh. Đấy, có đường link, đường dẫn chứng. Thế nhưng mà các vị là dứt khoát là không nghe. Cứ bảo Cộng sản ác mà không có một cái ảnh nào là nói là Cộng sản ác cả. Ai vừa thằng bắt Quang đầu là... nó đặt hỏi một câu là tại sao mà ông Nguyễn Sinh Sắc, tức là cha của Bác Hồ đó, cụ Nguyễn Sinh Sắc bị cắt chức. Thì tao nói cho mày biết, trong cái thời kỳ mà thực dân Pháp, thằng nào mà được thăng chức đấy thì thằng đấy mà là bán nước hại dân. Còn mà những vị quan bị cắt chức, tức là những người yêu nước mới bị cắt chức. Có thế thôi mà mày cũng không hiểu lối sao? Trong cái thời kỳ đất nước đang bị gọi là giặc nó đô hộ như vậy thì thằng nào mà thăng chức ấy, là những thằng đi theo những cái kẻ mà bán nước hại dân. Còn khi mà cụ Nguyễn Sinh Sắc bị cắt chức, chứng tỏ một lòng là cụ rất yêu nước, cụ chống lại chúng nó thì mới bị cắt chức. Có đúng không ạ? Em nói như thế đúng không anh Ngọc Hoàng? Đúng rồi, và cái thời đấy là cái thời của phong kiến em ạ. Có nhớ rằng là sau khi năm 1945 là Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, xong đến sang năm 1946 thì là một cái đại hội đảng lần đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà chỉ có một ngày. Nhưng Bác vạch ra 6 nhiệm vụ cấp bách cho đảng. Tức là trong đó Bác đã nói rồi, tức lúc bây giờ là mình là đa đảng chứ không phải một đảng. Kính thưa các vị coi như là bộ trưởng, lúc bây giờ là bộ trưởng Bác bên Việt Minh, bên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là nhường 70 ghế cho tất cả các đảng khác em ạ. Thế thì Bác hỏi, tức là hôm nay tôi muốn thảo luận tức là 6 nhiệm vụ cấp bách với lại tức là các quý vị để làm sao tức là phải giải quyết ngay lập tức. Đầu tiên là phải tẩy cái lão mình là nô lệ đi, khi bây giờ là mình được độc lập rồi. Mình tẩy lão đi, không phải nô lệ nữa. Bởi 1.000 năm đô hộ của giặc Tàu và 100 năm đô hộ của giặc Tây, giặc Pháp đấy em ạ. Thế vì mình toàn làm nô lệ thôi. Thế bây giờ mình được độc lập rồi, mình tẩy lão mình đi. Mình không, bây giờ mình là người làm chủ đất nước, mình không không phải là nô lệ nữa. Đầu tiên là tẩy lão. Và cái thứ hai, nhiệm vụ thứ hai là tức là xóa bỏ toàn bộ tức là cái chế độ phong kiến. Cái câu nói tẩy lão này là em không đồng tình với anh. Đối với Bác Hồ không bao giờ tẩy lão cái tư tưởng. Bác nói là giáo dục nhân dân. Không phải, em nhầm rồi. Em dở ra em xem lại đi. Em dở ra em xem lại đi. Tức là tẩy lão, tức là đầu óc của cái người Việt Nam lúc bây giờ luôn luôn mình là nô lệ. Chưa bao giờ mình được độc lập bao giờ. Thế bác cũng muốn tức là tẩy lão đi, cải tạo đi. Tất cả thứ bây giờ mình là người ấy rồi. Mình không phải là người nô lệ nữa. Mình làm chủ đất nước rồi. Đấy, và cái thứ hai là xóa bỏ toàn bộ tức là cái chế độ phong kiến. Không còn phong kiến là không phải cống nạp ai cả. Anh làm anh hưởng, anh có làm anh có hưởng,
Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là hũ gạo cứu đói. Cái thứ tư là giặc rốt. Cái thứ năm, cái thứ sáu quên rồi. Học quên rồi. Đại loại thế, có sáu nhiệm vụ cấp bách mà đại hội đảng chỉ có một ngày. Chưa bao giờ đại hội đảng có một ngày cả. Em hiểu không? Đấy, nó... Em bảo là tức là cái một cái thời gian mà mình bị nó lâu quá em, đến năm 45 còn chết đói lung tung sang năm 46 đấy. Ý bác muốn nói là mình tẩy đi, tức là làm sao cho người dân hiểu rằng bây giờ mình không phải là người nô lệ nữa. Bây giờ mình làm chủ đất nước. Đấy, cái quan trọng tức là sáu nhiệm vụ cấp bách của bác, cái đại hội đảng lần thứ nhất năm 1946. Đấy. Là như thế. Chứ còn trải qua bao nhiêu quá trình, xong rồi từ cái xong rồi là từ năm 46 xong rồi Pháp lại quay lại lần nữa em, lại kháng chiến tiếp, tức là tuyên bố kháng chiến, lại rút về rừng Bắc Bó, lại kháng chiến tiếp. Thế em bảo tức là từ cái lúc thành lập một đội quân có 34 người là quân đội nhân dân Việt Nam, Việt Minh đầu tiên thế. Thế mà coi như là lúc bây giờ nó mang tên là đội tuyên truyền giải phóng quân. Đấy, thế mà em xem thế là đến năm 54, em nhớ, mà oánh thế nào, oánh Điện Biên mà 12.000 lính Pháp đầu hàng. Anh nói em nghe bây giờ 12.000 lính Pháp, em chỉ cần gạo không em đã chết rồi, chứ đừng có nói là thức ăn nữa. Mà cái chế độ tù binh của người nước ngoài là mình phải ưu đãi, tức là bộ đội mình này, dân mình phải nhịn để cho người ta ăn. Bởi vì làm sao? Mình muốn đối xử làm sao thật tốt để mình lấy cái hòa bình với đất nước mình. Mình không muốn chiến tranh, mình chỉ muốn hòa bình. Ngay cả cái năm 45, 46 bác đọc bản tuyên ngôn độc lập, bác nói rằng Việt Nam chơi với tất cả các nước trên thế giới. Vâng, vâng. Thế anh Ngọc Hoàng ấy, anh Thành Trung, anh muốn lên chia sẻ một chút. Em mời anh Thành Trung lên chia sẻ chút nhé. Anh Thành Trung đâu, anh Ính Tăng. Và anh Ính Tăng đó, Trần Thành Trung này, Thành Trung Trần này. À, rồi, ok, vâng, anh vâng. Thành Trung thì hết ý rồi. Ok vâng, nhá. Cảm ơn anh nhá. Rồi, ok. Vâng. Vâng, em chào anh. Chào Leoni. Chào các bạn. Thì thực ra là cái ngày hôm nay mình cũng rất là mất việc, nhiều việc quá, nhưng mà thấy livestream và của Leoni mà nên nói về Ngộ Tội Ác Ngô Đình Diệm. Thì mình phải nói như thế này này. Cái chủ đề của Leoni hôm nay là tội ác của chế độ Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, đúng không? Vâng. Thì nếu mà nói dài ra ấy thì nó rất là nhiều. Bởi vì nếu mà nói dài về suốt cái chiều dài lịch sử thì mình phải nói đến từ cái chiến dịch Điện Biên Phủ, mình phải nói từ chiến dịch Điện Biên Phủ. Mà anh cứ trình bày đi ạ. Thế này các bạn, nếu mà nói thì năm 1945 Bác Hồ và Đảng Lao động Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đứng dậy để cướp chính quyền từ tay phát xít Nhật. Thế thì đến năm 1946 thì Pháp quay lại xâm chiếm đất nước ta một lần nữa. Nói thì nói hơi dài nhưng tôi chỉ lược qua một tí thôi các bạn ạ. Và chúng ta đã phải rút ra cái vùng an toàn khu là Thái Nguyên và là thủ đô Gió Ngàn. Hồ Chủ tịch đã kêu gọi là ai có súng có dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai có, không có súng có gươm thì dùng gậy gộc và giáo mác. Thế nên với cái tinh thần dân tộc, với cái lòng căm thù giặc sâu sắc, thì nhân dân ta đã theo Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh một trận cuối cùng là trận Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho dân tộc Việt Nam. Và chúng phải ngồi vào cái bàn hội nghị Geneva. Thì cái trong hội nghị Geneva này ấy, thì chúng ta phải biết đây ta nói tại sao có chính phủ Ngô Đình Diệm nhé. Và Ngô Đình Diệm từ đâu mà ra, Ngô Đình Diệm có công gì đất nước hay không, thì chúng ta phải ký hợp đức ước với Pháp để mà phân định cái vĩ tuyến 17 là một vĩ tuyến quân sự tạm thời để cho Pháp rút vào đó. Trong vòng 2 năm thì Pháp sẽ rút hết quân về nước. Thì lúc bây giờ thì Mỹ là có ý đồ, bởi vì trong cái cuộc chiến đời Điện Biên Phủ ấy, thì Mỹ là người giúp Pháp rất nhiều về tiền tài, vũ khí và trang bị, về kinh tế đấy. Thì ý đồ của Mỹ đã mất hết cảng Pháp để thay chân ở Đông Dương. Thì lúc bây giờ mới đưa Ngô Đình Diệm từ Mỹ về Pháp,
tôi mới về Pháp. Thì chúng ta biết Ngô Đình Diệm ngày xưa là đi tu. Cái dòng họ của Ngô Đình Diệm là dòng họ phải nói cũng trâm anh thế phiệt trong triều đình nhà Nguyễn lúc bây giờ. Và chúng ta cái bản chất cái của Ngô Đình Khải là cha của Ngô Đình Diệm ấy, là cũng phục vụ với cái chính quyền bù nhìn tay sai của Bảo Đại của chế độ nhà Nguyễn, một cái chế độ cõng rắn cắn cả nhà. Thì đến khi Ngô Đình Diệm về cũng thế thôi, là một chế độ bù nhìn tay sai do Mỹ dựng lên. Thì chúng ta phải biết Ngô Đình có công gì giải phóng đất nước đâu, có công gì giải phóng dân tộc đâu, chỉ được Mỹ dựng lên như một cái thứ bù nhìn để cho Mỹ nó lợi dụng để muốn chia cắt đất nước Việt Nam lâu dài. Và bọn chính Mỹ và cùng chính phủ Ngô Đình Diệm đã phá vỡ Hiệp định Geneva để phân chia phi tuyến 17 là cái chuyến vĩnh viễn, ý đồ của chúng là như thế. Thế thì chúng ta phải nói là cái chế độ Ngô Đình Diệm là một chế độ gia đình trị, độc tài và toàn trị. Chúng ta thấy không? Ngô Đình Nhu là cố vấn cấp cao của Ngô Đình Diệm. Trần Đệ Xuân là em dâu của Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Cẩn phụ trách miền Trung Huế. Ngô Đình Thục là phụ trách toàn bộ cái đội công giáo. Cho nên Ngô Đình Diệm lấy cái công giáo làm cái đạo chính gốc của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, còn là đệ nhất. Thế chúng ta phải nói cái chế độ Ngô Đình Diệm là chế độ toàn trị, chế độ độc tài đến độ gia đình trị. Mà cái tinh thần yêu nước Ngô Đình Diệm giờ đây anh không phân tích tại đây, và chỗ anh siêu các anh đã phân tích rất là nhiều rồi. Bây giờ tận lên ra cái tội ác của Ngô Đình Diệm. Thế khi nắm quyền ấy thì Ngô Đình Diệm ra tay giết hại bao nhiêu đồng bào chiến sĩ của chúng ta đấy, bằng một cái luật 1059. Chúng đặt Cộng sản Việt Nam ra ngoài vòng pháp luật. Chúng đem ra chém khắp miền Nam, giết hại những người yêu nước. Máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Mà nếu như theo cái nhà văn, nhà thơ hoặc nhà hồi đó là Nguyễn Trãi, một văn nhân văn hóa thế giới đã nói, cái tội ác của Ngô Đình Diệm thì phải nói như Nguyễn Trãi nói là tát cạn nước Đông Hải mà không rửa sạch tanh hôi, mà chặt hết trúc Nam Sơn mà khó cái đầy tội ác. Thế chúng ta phải biết tại sao nhân dân Việt Nam lại đứng lên chống chế độ Ngô Đình Diệm đến thế. Về bản chất con người Việt Nam, khi những người cộng sản, những người lâu rồi anh Ninh Nguyễn đứng lên đấy để chống Pháp thì Ngô Đình Diệm giết cho bằng hết. Không có đợt giết nhầm hơn bỏ sót cơ mà. Thế thì chính vì cái tội ác đó mà nhân dân miền Nam sôi sục căm thù và nổi dậy. Ngô Đình Diệm đàn áp cả đạo Phật này, đạo Hòa Hảo này, đạo Cao Đài. Bởi vì một cái đưa cái đạo công giáo là quốc đạo. Cho nên Ngô Đình Diệm bị nhân dân, bị các Phật giả, Phật tử và các đạo khác lên án rất là mãnh liệt. Bởi vì thế, cho nên chính Ngô Đình Diệm đã giết hại nhân dân ta bao nhiêu, thì chính bị những thuộc cấp của hắn giết lại hắn như một con chó. Cả gia đình hắn bị chết tức tưởi, không làm gì được. Nhân và đến cái lúc mà ông ta mà bị ám sát, ông ta cầu cứu Mỹ, Mỹ nó lúc đấy nó đã muốn giết rồi, ông ta vẫn ngu ngơ không nhận ra. Chính cái bản chất của Mỹ ấy thì là chỉ muốn lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Thế nhưng mà trong cái hội đồng cách mạng của tướng Dương Văn Minh ấy thì chúng lại giết hại Ngô Đình Diệm. Chúng ta thấy chết một cách nhục nhã vô cùng. Nếu như quân đội Việt Nam, nhà nước Việt Nam